có mấy cái túi đá túi đá em đưa một chút đá đẹp ạ ta xăm thôi được rồi xem nhận được thông báo nha huyền có nhiều người thông báo không sao không thấy nhận được comment gì luôn á em coi mà chị coi cái điện thoại đen đâu hello các chị đẹp của em có ai nhận được thông báo của bé anh không ạ cho em xin comment nha các chị ơi chị này đang coi live em xin một cái chấm tương tác luôn nha chị ơi là 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 Hello tất cả các chị yêu dấu Ui sao không thấy ai coi vậy Phải không vợ hay là cái cái mạng của mình nó bị bị, bị, bị lỗi vậy Các chị ơi ai đang coi like các chị cho em xin comment nha Chị là đang coi like cho xin chấm thương tác luôn nha Hôm nay em lên trễ quá nên là chắc có nhiều người tưởng với anh là hôm nay không có like Hôm nay thật sự là cũng không tính like rồi Nhưng mà thấy cũng ok Nên là lên chơi tí xíu và là xuống Hello, xin chào chị Bảo Trâm nè Các chị ơi, ai thấy mấy anh để lại một comment giùm em nha Chị đang coi là chia sẻ lại để một cái, cái nút chấm để em biết được là mấy chị coi like nha Cái này chia sẻ được không vậy? Cái đó chia sẻ được chị. Để em chia sẻ một cái để em công bố quà tặng ngày hôm qua nè Đó Lên like, lên like, like là chủ yếu để công bố quà tặng ngày hôm qua thôi Cho em xin một dấu chấm tương tác luôn nha chị nha Chị đợi em coi like để làm dấu chấm giùm em luôn ạ Từ ha Để em chia sẻ một cái nha, người ta vô coi like cái mấy chị <laughs> Em lên trễ quá nên nhiều người nghĩ em không có like á Đợi em xíu nha mọi người Hello chị nào thấy với anh để lại nút comment giùm em nha à, <laughs> Em khỏe gì Trâm ơi Nói chung là hơi đau nhất người thôi Nhưng mà kiểu không có sốt hay gì hết Kiểu nó hơi hầm hầm thôi Nhưng mà uống uh, vitamin C vô là ok Chị nào mà như em á bảo đảm luôn Bình thường em yếu lắm á Cái này em nói thiệt Nhưng mà em muốn men vi sinh với em muốn C Nên là hôm nay em ổn Ok mấy chị Hello, xin chào tất cả các chị yêu dấu Em chào chị Hoa Ngọc Bé anh khỏe chị Hoa Ngọc ơi uh, Hello chị Trần Ý Nhi nè uh, Bé anh xin chào chị Thu Thúy Đấy, các chị ơi Ai um... <laughs> ai thấy em rồi comment giùm em nha Chị Lan coi lên để giúp chấm tương tác giùm để em xíu nha. làm vòng đi tập trung đi uh, Chị Lan Nguyễn chào em khỏe chưa Dạ hôm nay em cũng hơi hơi mệt mệt Nhưng mà À, tắm rửa xong cũng tỉnh táo rồi nên mới lên lượt vẫn còn xinh tươi <laughs> hello chị hạnh đỡ tưởng minh anh không like nổi rồi thật sự thì em lên like để em cho mấy chị cảm nhận được là nói chung là sao ta cũng gọi là sao ta các chị thấy sắc thái của em rồi đó à, em chỉ bị nhức cái cái tánh tánh tay thôi mà nó kiểu không nhức lắm có lúc nó nhức thôi chứ bị đau lưng với lại à, không có bị gì hết đó cũng không có sốt chị hơi ấm ấm <laughs> hello rồi đợi các chị vô đông xíu em sẽ công bố quà tặng nha các chị nha ngày hôm qua tại vì sáng giờ em bận quá em chưa có đăng đăng cái người được tặng quà đây nhìn 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 à, sao nhìn sơ cờ vậy minh anh sơ cờ là gì vậy sáng mai chị đi tiêm mình uống xăm nước rồi tiêm được không bé được chứ chị hoa ngọc uống xăm nước rồi tiêm mà ăn thật no mà đặc biệt nữa là dự trữ cho em ổ bánh mì hoặc là cái đồ ăn gì đó nếu mà ai mà chỗ nào phải ngồi chờ đợi em thề với mấy chị luôn à, bắt người ta đi tìm xong rồi kêu người ta đi tìm thì hẹn đúng giờ đi nhưng mà đâu có người ta phải xếp hàng đợi rất là lâu mới được tìm có nhiều người già người ta đói bụng đó, người ta xuống đường tay chân run rẩy luôn à, nói chung là hơi lúc đó mẹ em có đem kẹo cho mấy cái người già già người ta ngậm nói chung là mấy chị ăn no xong mà đem theo dự trữ xíu đồ ăn đi giả sử có đói mấy chị ăn vô mấy chị Đó à, với lại nói chung ok uống đo, đi đi chích về làm uống xăm nước cho em nha kết hợp với men vi sinh với lại là chị dùng cho em thêm c đó em dùng em cảm thấy là ổn nên là em sao, em như thế nào thì em sẽ chỉ mấy chị như vậy như đó nha hello chị 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 trang trịnh nè Hello xin chào chị đẹp em khỏe em ổn chị Trang đỡ chưa Hello xin chào chị Ly Lê em chào chị Vân Nguyễn ha Rồi bây giờ em sẽ công bố quà tặng ngày hôm qua ba Hôm qua đáng ra là em tặng bốn người Nhưng mà em coi comment trời ơi hôm qua lượt chia sẻ rất rất là thấp Và comment cũng ít lắm luôn á các chị Nên em sẽ rút lại lại với anh chỉ quay sổ số, số, tặng cho ba người thôi và các chị nghe bé anh đọc tên nha Hoặc em có thể ghi bình luận đi Thôi bé anh không đọc tên nữa Em ghi bình luận lên chị luôn đi ba người may mắn trong livestream ngày hôm qua đó Nhớ giùm em chắc chị phải đi sớm quá Khỏi đợi lâu trời ơi sai lầm Em đi từ 12 giờ em thủ sẵn Xong rồi cũng phải đợi à Kiểu như tới lượt mình thì mình mới được chích á Nên là mình chuẩn bị đồ ăn Có đói thì mấy chị ăn với uống Để không ơi tránh trường hợp là mình đói Cái lúc là mà chích á Cái nó à, tuột đường hay là gì á Cái rồi mình đo huyết áp không được là người ta không có cho chích Nhớ nha nó nhức cái cánh tay quá em <laughs> bên đây đúng không chị trang em cũng bị nè nhưng mà em vẫn còn quay quay được <laughs> dạ con khỏe cô thu mai võ ơi chúc minh anh với các tường như ý bình an con cảm ơn cô thu mai võ rất là nhiều cảm ơn cô thu mai võ nhiều nhiều nha đi về là chắc chắn là sẽ bị nhức cánh tay luôn ủa sao vậy sao chưa đăng nữa mày lướt nãy giờ mà mày chưa đăng em sẽ công công khai lên ba người may mắn em được tặng trong livestream ngày hôm qua ba chị nha bây giờ không có đọc tên ghi bình luận lên đi để cho mấy chị coi mắt không mấy chị hỏi em hoài à hỏi hoài à đọc rồi mà hỏi hoài à trả lời mệt lắm <laughs> thấy còn tươi lắm phải tươi chứ hello chị song thanh hello chị thuận nguyễn nè ủa sao nay đổi avatar đen nữa rồi đó hiểu á mỗi lần mà lên live mà thấy ai đổi avatar đen em cũng sợ lắm luôn á <laughs> các chị vô livestream ngày hôm nay giùm em nha chia sẻ live giùm em luôn nhé chị ơi. Uh, và và là nói chung là em sẽ ráng hết sức có thể em sẽ đem một cái sản phẩm này tốt cực kỳ ở bên hàn quốc về em không biết em không nói cái đó là sản phẩm nào đâu nhưng mà các chị nhớ coi livestream của em và các chị nhớ coi thường xuyên nha khi mà em về rồi thì em sẽ like uh, trên livestream cho mấy chị chị thượng nguyễn là nhà có người mất Ôi trời ơi mất do yếu họ hay là như thế nào ạ con nhỏ chích ngừa mà tươi tắn quá ta Chị Sương Lâm Em muốn truyền cái năng lượng vui vẻ này tới mọi người Nếu mà ai đang coi like mà có đang mệt á Thì mấy chị cũng nên vui vẻ ha Mai chị đi tiêm mũi 2 nè Nghe nói mũi 2 mệt hơn mũi 1 đó Nên là ráng nhớ nhớ dùng C nhiều Cơ thể em rất là yếu Đó em dùng cái này Đó dùng đều luôn Dùng đều cái này Hồi sáng là uống gói rồi Nhưng mà hôm nay nấu đồ ăn là hơi tà rẹt tà rẹt Nên hơi đau bụng lát làm thêm gói nữa. Ai mà bị đau bụng á, các chị uống cho em ngày hai gói được nếu bị đau bụng nha mấy chị nha. Hôm qua ba người được may mắn đó, đọc tên đi em. À, ba chị đẹp được nhận vòng là chị Hướng Dương chị Trần lô, chị Lê, Lê luôn chị nha. Ba người đẹp hôm qua được tặng có comment ở trên livestream hết rồi nha mọi người. Ủa cái hộp này chị đang uống sao không? ở à, đây nè. Đây. Đây 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 đây. <laughs> Ủa cái gì vậy? Em có quà chị ơi, em khóc luôn. Hôm qua em nói mấy chị thường thường á là em sẽ cho những người chia sẻ nhiều nhất và nhưng mà em thấy á hôm qua là chia sẻ rất là thấp luôn hoặc là bình luận rất là ít luôn nên em quyết định là em sẽ quay sổ số, số thì một trong ba người này là được chúng nên có chị lưu ý trong livestream dùm em các chị ha nếu ai nhận được quà thì các chị nhận quà giùm em nha cũng tùy à, em chị chích mũi một te tua mũi hai khỏe rè ôi <laughs> chị được trúng quà rồi nè lần đầu tiên luôn nha thích quá cảm ơn minh anh nhiều nhé dạ em cảm ơn chị hướng dương. chị... tới giờ đó tại vì hồi nãy em bị đau bụng nên là bây giờ em phải làm gói em lót không ơi tối là khỏi ngủ chị chị nào mới vào xem là đều chấm tương tác giùm em nhớ nha, nha ngày dụng gói men vi sinh vitamin c cái này rất rất là tốt luôn và đặc biệt nữa mấy chị biết không Hàn Quốc là bây giờ người ta dùng cái này là kinh khủng luôn á Dùng rất rất là nhiều Mà men rất là tốt Nên ai đã mua men rồi là về phải dùng nha mọi người Lại men này có vitamin C đúng không các chị ơi Ngon lắm ừ. Uhm. Chị nào đã nhận được men vi sinh này bên em Chị sẽ cảm nhận luôn nha Ngon kinh khủng luôn á Mấy chị ăn không đi bảo đảm ngon lắm Mà men rồi này ngon hơn men được trước Khẳng định luôn Men này uống sau khi ăn dùm em luôn ạ à? Nó thơm thơm mà nó có mùi bột sữa nữa bé nhỏ cũng được mấy tháng tuổi cũng được à, bên Hàn Quốc có một cái dòng men là yêu đông dòng men đó là dành cho bé những tháng tuổi nhỏ 2-3 tháng uống được nhưng mà người lớn uống không tốt tại vì nó không có đủ thành phần cho sức đề kháng của người lớn nhưng mà cái men này là dành được cho người nhỏ và cho cả người lớn luôn tùy loại men khác nhau nha các chị nha không phải cái đê men nào nó cũng cố định dành cho người nhỏ và men nào nó cố định cho người lớn dòng men này của em là dành cho cả hệ gia đình Trẻ nhỏ và cho tới người lớn và người già dùng được luôn Cái này siêu ok Một hộp lớn như này là 100 gói nha Một hộp 100 gói dùm em luôn nha trời Đó à, Không rồi á ừ. Xuất sắc Uống vậy thôi Cái rẹt cái vậy thôi Cơ thể sẵn khoái liền Mình xong rồi đó mấy chị Em chết xong em uống mấy cái này em khoái lắm Khỏe ghe Nói chung là vẫn còn nói được là ok rồi Xong <laughs> Mấy chị Hãy ngậm cho em một viên C Đó đúng bài bản không Không à tỉnh táo rồi Làm gì làm tiếp Chị đang đợi hàng gì Giờ chị còn trong mỗi hàng của Minh Anh thôi Trời mấy chị em nói với chị nghe nè Không phải em nói gì đâu nha Trước khi em bán Em sẽ nói cái này cho mấy chị nghe Để em cái đó <laughs> Như thế này Hiện tại Đơn hàng bưu điện hôm bữa đã chậm rồi hôm nay sẽ còn chậm hơn nữa và có thể có thể dài bữa nữa cũng có thể là sẽ không gửi được hàng cái này là thông báo gần nhất ở đây hôm nay bưu điện mới thông báo cho em một tin là sẽ có những quận trong thành phố hồ chí minh là không nhận ship nữa và sẽ có một số tỉnh như là bình dương bến tre và ở đâu nữa đồng nai bình thường là đồng nai bình dương bến tre là sẽ ship được một số giống như tỉnh thành như là ờ uh, những gì quên rồi ờ bình uh, dương là ngoại trừ thủ dầu một ờ bình dương là ngoại trừ thủ dầu một thôi còn ai ở bình dương là ship được nhưng mà hôm nay thông báo mới của bưu điện luôn là không ship luôn và bây giờ chỉ còn mỗi thằng bưu điện là còn giao tại cuối nhà nước để còn hay giao mấy cái tinh khẩn đồ này nọ còn bây giờ giao hàng tiết kiệm à, mấy cái giao hàng tiết kiệm nè mà mấy chị hay giao hồi trước em giao hiện tại là ngưng nhận đơn luôn là các chị biết bây giờ rút rất là nhiều và bây giờ tình trạng bình trạng là đơn hàng mấy chị nhận sẽ lâu hơn một xíu nữa vì mới thông báo là đã có người ở trong bưu điện chỗ em ship hàng là đã có dính nên là người ta đang thu xếp và người ta đang giải quyết cho nó cho nó xong một cái rồi người ta mới bắt đầu và các chị biết tại sao nó chậm không Bình thường là mấy shop á bây giờ đang bán online, đó giờ người ta gửi hàng giao hàng tiết kiệm nhưng mà bây giờ giao hàng tiết kiệm không làm việc luôn. Nên là bây giờ tất cả các shop online đẩy dồn qua mỗi thằng bưu điện thôi, nên là thiếu nhân lực. Dù có nhiều hay không thì vẫn bị, nên là thiếu nhân lực trầm trọng nên vấn đề giao hàng đợt này sẽ cực kỳ lâu. Và có thể nữa em không biết là em sẽ bán được tới bao lâu. Nhưng mà bây giờ thông báo là một số quận như quận Tư và quận 7 là không ship được nữa luôn đó quận thủ đức là ở đâu em không biết nữa hồi nãy mới thông báo nè em đọc xong trời em hoàng hồn luôn á mấy chị nhưng mà được một cái em nếu ai mà đặt hàng khách em ở trong thành phố mà ở những quận quận 4, quận 7 mà không ship được em sẽ bút a và em gửi hàng cho mấy chị tại vì mấy ngày hôm nay á có những khách ở trong thành phố á người ta sợ lâu quá người ta kêu bút ráp gửi đi thì bút một cái ông ráp rất là lâu mà tiền ship rất cao mình ship bưu điện á thành phố ship có hai 000 ngàn thôi là em có hỗ trợ rồi nhưng mà mấy chị biết bút aha mua một lần là 70 cho tới một trăm rưỡi một đơn tùy quận nha các chị nha tại vì người ta đi liên quận giao rất là khó nên là bây giờ nếu mà khách nào mà người ta cần hàng quá để người ta dùng thì người ta chịu tiền ship cao đó tại vì cái tiền ship đó bỏ cho mấy mấy người giao hàng thôi tại vì người ta còn phải đi test thì đó nó cao hơn nhưng mà em sẽ bút cái đó cho mấy chị nếu trường hợp mấy chị cần hàng còn bây giờ nếu mà ai mua hàng gì cái chị tranh thủ mua không thôi để mai mốt mà không giao được là nó thiệt là cúm luôn đây mà em cho mấy chị xem đưa mấy chị cái phần mềm bưu điện cái zalo bưu điện nhắn đây cái này là em không có chế nha đây em trực tiếp luôn tại vì bên em giao là phần uh, nằm ở trong là ems nên là còn giao tới giờ có những shop là bây giờ không nhận không like luôn vì người ta bưu điện không nhận các chị biết em s là sao không? nói chung là giao hàng nhanh hơn và đặc biệt nữa em s của em là chi phí vận chuyển khá là cao nên là khách sẽ nhận nhanh hơn đó nên là em để đây cho mấy chị xem đây đó đó đây nè đây nói có làm sao là nói rất là rõ cho các chị ha đây các chị ha em là em không có tự chế hay cái gì hết em nói trên đây luôn kính gửi quý công ty nè đó các chị đó dịch vụ dịch vụ ems của em nè hiện tại những cái dịch vụ khác là nó ngưng rồi nè bây giờ chỉ có dịch vụ ems của em thôi là nó chấp nhận ems đồng nai bình dương bến tre là ngưng ship luôn chứ không phải một số tỉnh và chấp nhận dịch vụ ems khối lượng đến 10 kg các tỉnh khánh hòa thôi đây 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 đây, đây. và đặc biệt nữa các chị xem giùm em ngưng chấp nhận tất cả dịch vụ đến quận 4, quận 7, phường Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước, quận Thủ Đức. Nên là tất cả những người nào mà ở trong quận này của khách nhà em là ở đây nè, ngưng chấp nhận nè, thì cái chị nhớ giùm em. Muốn thì các chị chịu khó bút ship ráp nó 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 khó một xíu trời em bút một đơn đơn ship cho chị kia ở bên quận 7 mà muốn chảy nước mắt luôn. Đợi rất là lâu thì bút cái đó đi, cũng khoảng 100 000 đổ về thôi. Có người nào ở xa từ em lên thì mượn 120 Thì chịu khó đi Bây giờ có hàng để xài Còn bây giờ là chịu thua Ôi trời bây giờ em mới nói cho các chị nghe Cái này em kể mấy chị nghe câu chuyện Không phải gì nhưng mà em cũng à, Cũng đang rất rất là lo Tại vì á Các chị thấy nhà em ở đây nè Đó để em để em đọc comment đi rồi em sẽ nói tiếp Bữa nay có chương trình khuyến mãi đi À, vì vậy Minh Anh chị khen trần em chưa có Để lát em sẽ kiếm chương trình nha Tại vì hôm nay em tính lên chơi thôi Em chưa có biết bán cái gì hết Vậy cho chị nhận hàng Chị nhận được không Minh Anh chị em đi trần chị ở đâu ạ à? Chị Ly Lê Ủa anh bù, bên bu điện nhắn tin em đơn xăm núi nè Mà anh nói chạy qua em hơi trễ Mai giao cho em nè mai có xăm uống liền Bởi vậy chị nào bây giờ đang có thực phẩm trong người Là rất rất là ok luôn rồi đó Có thể mai mốt là không ship được là em chịu thua luôn Đây em cho mấy chị xem các chị thấy không Cái xe hơi màu trắng đó không đó. Cái xe hơi màu trắng đó đó Đây em kể các chị nghe câu chuyện Cái xe đó là của cái ông hàng xóm Ở nhà em Cách nhà em hai bước chân Là sẽ có một cái hẻm nhỏ Hẻm đó bên trong đó có 8 hộ gia đình Ở bên trong đó Và 8 hộ đó đều bị ép không Sát rạc nhà em luôn Bước hai bước chân qua là tới cái xong sáng nay ổng gõ cửa thì mình cũng sợ mình đâu có dám tiếp xúc với người lạ đâu mấy chị mình bảo vệ mình mà ổng nói bây giờ cho ông để cái xe nhỏ ở đây được không thì à, hưng nói là để để mấy tiếng thì được tài hàng hay ra vô đây nè không có để lâu được ổng mới đi đánh vòng vòng ổng kiếm chỗ cái hưng mới nói mà sao xin để ở đây ổng nói ông xin để tới 3 ngày tối hôm qua chị gái của ổng là người đầu tiên bị dương tính thỏ không có kịp giống như là người ta thỏ không nổi á xong rồi gọi cho bên bụi bên bệnh viện đồ này nọ không một ai bắt máy luôn không có xe hơi không có ráp luôn thế là không có chở vô bệnh viện kịp thế là chị của ổng chết hồi hôm qua là em đang live stream 9 giờ mấy nè đó thì chị của ổng mất rồi cái xong rồi em thấy bu đông ở đây em cũng sợ nữa thôi em tấm vô nhà hết không có đi ra cái xong hơn ổng mới nói là bây giờ ổng xin ổng để cái xe đi nhờ tại vì ở đó cũng có mấy người già nữa giả sử mà có bị cái gì thì có xe chở đi bệnh viện ngay luôn tại vì có những người á người ta chết do người ta không có kịp đưa tới bệnh viện á nhưng mà bây giờ em nói với mấy chị nó cũng ấy lắm rồi tại vì cái này nó đánh vô mấy người già mà em thấy tính ra chị của ổng cũng bốn mươi mấy tuổi chứ đâu phải già ấy mày ổng ba mấy chị ổng bốn mươi mấy mà 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 người ta giống như là trong mầm bệnh trong người là lúc nghe nói mà đứng từ xa nói chuyện mấy chị cách phải mấy căn nhà nói chuyện la to lên nói chuyện luôn chứ không dám lại gần luôn tại vì ổng là f không mà mấy chị tại vì bây giờ thấy người ta như vậy mà bây giờ mình hàng xóm mà mình không có cho người ta để nhờ thì mình ác quá nhưng mà cũng sợ thì người ta leo ra vô ra vô ngay trước cửa thì em cũng kỹ lắm chắc em cũng phải lâu lâu ấy, hả em ra em xịt khuẩn đây nọ trước cửa nhà luôn nói chung bây giờ là cận kề sát lắm luôn rồi ông bữa em tưởng cái shop cái chỗ em ở đây là ổ cái xong rồi em đâu có biết đâu hôm qua thấy nó văng ngay đầu đường cái hôm nay đi ngang qua thấy cái hẻm kế bên nhà mình luôn tấm hết hỏi ra mới biết là tám hộ ở trong cái hẻm nhỏ đó tám gia đình là bị hết luôn không chừa một ai hết mà tội nghiệp lắm có mấy đứa nhỏ xíu à đó nên là nói chung á mà em hỏi mấy chị vậy nè, cái mấu chốt em muốn nói ở đây. Tại sao người ta bị ép không mà người ta không có người canh? Người ta không có ai canh hết. Ví dụ như người ta không có đồ ăn, người ta chạy đi ra siêu thị người ta mua rồi chẳng lẽ những người đó lại nó đi, đi lây hết những người xung quanh thì sao? Nên là bởi vậy em cũng rất rất là thắc mắc tại vì cái, cái 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 chỗ đó nó cũng đóng sơ sài lắm đúng không huyền mà không có ai canh hết chỉ để ờ nào thôi. ổng còn đi ra ổng gửi cái xe hơi được là mấy chị biết mấy người f 0 này bây giờ người ta đói bụng đi người ta cũng phải hết đồ ăn người ta cũng phải đi ra ngoài người ta mua thì làm sao mà mà tránh được nên bây giờ em nói thiệt bây giờ mình cũng không biết được mình đi siêu thị là cũng rất rất là nguy hiểm tại vì người ta hòa ở trong đó rồi và có những người người ta bị ép 0 người ta không có ý thức luôn là người ta không có ở nhà người ta người ta có những người người ta vẫn ra ngoài người ta đi bình thường nên bây giờ tốt nhất là đó em em quyết định chắc ngày mai ngày mốt em mua đồ ăn chắc cả tháng trời nữa quá không dám luôn á bây giờ nghe vậy là sợ tại vì sát nhà em rồi mấy chị thấy không hồi sáng giờ hai em hoang mà em lo quá trời lo luôn à, nói chung là thôi nói chung là bây giờ nhà nhiều nhiều khách nhà em đó là gần cận kề lắm rồi nên là em nói thiệt bây giờ em cũng không biết em bán được tới ngày nào nữa tại vì xác nhà của em như vậy rồi nên là em cũng cầu xin ngày nào cũng thắp nhang tại nhà này không có mẹ có ông điểm thần tài thôi ngày nào trước khi bán hàng hay là ngày nào cũng xin trời ơi cầu mong bây giờ bình an thôi là hạnh phúc lắm rồi mấy chị em thì các em rất rất là sợ luôn á mấy chị À, nghe sợ quá cái chết đến nhanh lắm thấy đó mất đó có, có nhà đi lần mấy người luôn thì đó bà mới có khó thở thôi cái xong rồi bà đi luôn mà không kịp có xe mấy chị à, dịch trở lại nên họ giãn cách nên không cho giao hàng vài sài gòn á chứ không riêng gò vấp đâu nói chung mấy hôm nay căng lắm rồi chị hoa ngọc có mà sao không căng dây vậy em để dây tùm lum chỗ em cũng không biết lý do tại sao không có người canh đáng ra chỗ nào mà có f không là phải có người trực ở đó để cho người ta không có đi ra ngoài mà không có ai chật hết nên là người ta muốn là người ta đi người ta đi ra người ta lây lan biết bao nhiêu người đó là lý do tại sao một ngày có mấy ngàn ca tiếp tục như vậy tại vì mình cũng thiếu nhân lực đâu có người kiểm soát chặt chẽ đâu mấy chị với lại có nhiều người người ta bị nhưng mà người ta giấu cái này cũng thiệt người ta sợ à, biết nhưng mà người ta hết đồ ăn bắt buộc người ta phải đi mua nên là nó cũng rất rất là nguy hiểm nên chị nào mà dù có đồ ăn đồ này nọ Mấy chị mua dụ trữ sẵn Mấy chị dự trữ thực phẩm vitamin C nhiều vô Đợt này em sẽ ráng Em sẽ gom trong vòng một tuần Em sẽ gom nhiều cái tốt nhất có thể Em đem về em bán được ngày nào em bán Còn bây giờ là em chưa biết được là em còn có Có bán được nữa hay không Nên là em nhiều khi em chỉ lên lại Em muốn nói chuyện thôi là vậy đó mấy chị Cũng sợ lắm Vitamin C 3000 là sắp có rồi chị Thu Thúy mình nên ăn mì tôm đỡ đi chứ đi tìm đi chơi đi tìm mùi hai đi rồi đi mua đồ ăn <laughs> ok chị khang trần chị thấy họ nói lên đơn rồi giao đơn bưu điện của điện trả lại cho họ không nhận nên giờ họ không có chốt cho mình luôn <laughs> lúc chiều có cái like mẹ em xem nhà đó bị nhiễm bốn người mất mà không có ai đến hết thấy nó vắng lặng nhìn thấy sợ quá bởi vậy nhà mình hay là người thân của mình mấy chị cũng khuyên giữ sức khỏe trời ơi bây giờ em hồi xưa em còn cũng cà rỡn cà rỡn mấy chị nhưng mà hôm nay là em bắt đầu là em sợ thiệt tại kế bên nhà mình luôn bởi vậy có nhiều chị khách lên like cứ nói nghe sợ quá em ơi sợ quá em ơi em cũng nghĩ trong đầu chắc là mấy chị đó bị rối quá nên người ta sợ nhưng mà bây giờ em mới cảm nhận được bây giờ sát cái nhà em bị luôn nên em sợ quýu luôn á mấy chị ơi trong hẻm nhà chị cũng có mấy người Chết luôn đó nhà chị cũng không dám đi đâu luôn Bởi vậy mấy chị Chị Hana Nguyễn Ở nhà chị đặt hàng ship vẫn giao bình thường hởm rài nhà chị nhận hàng bình thường Mà sao chiều nay bu điện bên bé điện Mẹ chị nói có đơn hàng của chị giao Mà cách ly không giao được là xe bé Em hỏi bên đó giùm chị đi Rồi ok để em chụp màn hình lại nha các chị nha Rồi để em chụp cái đó lại Và em sẽ giải quyết đơn của chị Vậy hàng của chị gửi rồi Vậy chó chị nhận được hàng không Được chị Hương Nguyễn một số vùng là sẽ vẫn nhận bình thường Nhưng có mấy chỗ em đọc với chị là không nhận được Bây giờ là Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre là không nhận Quận 4, quận 7 à, và Thủ Đức Đó, bây giờ muốn nhận là ai trong thành phố muốn nhận Thì em chỉ có bút Ahamu hoặc là bút Ráp thôi Ông nào ổng nhận, ổng nhận thì ổng nhận thôi Còn giờ là bưu điện không chịu nhận nữa rồi còn một số chỗ là nhận được Nói chung chỉ trừ những cái em ghi Em ghi bình luận lên em chị đi Nên là khách nào muốn mua hàng hoặc là như thế nào mấy chị thích thì mấy chị em có thể hỗ trợ nhưng mà cũng giảng trong một thời gian gần đây thôi để cho người ta như thế nào thôi nhưng mà nghe nói là cũng sẽ cố gắng để cho tới đầu tháng 9 hoặc giữa tháng 9 là sẽ cho dân đi lại được nhưng mà chưa biết được nha nếu mà nó ổn rồi mọi người được chích hết mũi thứ hai rồi hoặc là như thế nào ổn ổn rồi thì người ta sẽ có một cái quyết định khác đó mấy chị ở đây chị chưa bị gì mà người ta không cho ra khỏi nhà Minh Anh ăn gì người ta đi mua giúp mình đó Minh Anh Ở đây không có ông nội nào canh hết Em thề luôn Bởi vậy mấy người này nè Người ta bị ép không người ta đi bình thường Bởi vậy đi ra người ta lay qua cho cả đấm người luôn Sao mình biết được Đó bởi vậy em nói mấy chị à, Đâu có biết được đâu Khổ lắm luôn Nhiều khi mình kỹ mà người ta không có kỹ Sao mình biết được Đó bởi vậy bởi vậy hôm nay nghe mảnh thiệt em quải, em em rầu luôn á mà thôi hơn nói thôi. À, nói chung là trời kêu ai đấy dạ mấy chị. Mình vẫn à, cầu xin nhưng mà trời bây giờ nó xui thì nó bị thôi chứ giờ biết sao giờ. Nhưng mà em vẫn cầu xin đừng bị cái gì hết. Để em luôn vẫn à, bán được những thứ tốt nhất và cần thiết nhất cho mấy chị. À vitamin C cố gắng về sớm để có chị ăn bé ơi, ok chị Hoa Ngọc luôn. Hôm nay có cái gì khác khác không chị Ly Lê? Hôm nay em có cái gì khác? em đã đang em đã đang đặt rồi mà em chưa có like nè mấy chị muốn bán không thì em like cho đợi em xíu hôm nay mấy chị muốn mua cái gì em sẽ hỗ trợ ê đưa giùm chị quên quên nhắc nhắc lại mấy chị ơi đừng chị hữu 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 trà bông hôm nay em năn nỉ dữ lắm luôn tại vì em hết trà bông em ăn rồi các chị tin không chưa được một tuần ăn hết một ký trà bông nên là có những khách hôm bữa em còn nợ đơn rất là nhiều nên hôm nay em về thêm một ít trà bông nhưng mà em chỉ bán hết like này thôi hiện tại là người ta không nhận làm nữa tại vì người ta khó cái việc đi giao hàng khó cho người ta lắm nên là chị nào hôm bữa có đặt trà bông của em ngày mai cái chị nhớ nhân viên em có gọi chốt cho mấy chị nhớ bắt máy dùm em nha em ship luôn nha em không có giữ đơn nữa bây giờ đâu có biết có 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 giao được nữa hay không nên là em em có bao nhiêu mấy chị đặt cái gì là gửi hết để cho người ta đi luôn để cho mấy chị nhận được hàng còn mình cứ cầu cưa cầu cưa là không biết khi nào Lỡ mà nó tắt một cái là không có hàng ăn luôn á mấy chị Nên ai đặt thì các chị lưu ý giùm bé anh nha Chưa đâu bông lên đây giùm em Đưa đưa, nha. đưa chị hai hũ ơi Đó hôm bữa bán nhiêu vậy bán Hôm bữa chị nào liên hệ em đặt Đặt cái này thì nhớ giùm em nha Chị Phương Nguyễn còn bánh Gì À còn bánh bông lan không À mình còn bông lan rút phải không đưa Đúng chị ơi Có chùa lại 20 cái dông nhung không vậy để lại hai chục cái anh nhung nha còn nhiêu đem ra bánh bông lan hô rút là sắp hết còn được mấy chục cái là hết luôn Trà bông nha ai lấy thì comment trên like giùm bé đẹp ai hôm bữa mà đặt rồi thì thôi tối giờ khỏe không minh anh em ổn chị bảo giang lê ai lấy thì comment giùm em hôm bữa like là như tám mươi lăm nghìn nửa ký Trà bông ghi giùm em lại trà bông nha Trà bông tám mươi lăm nửa ký giùm em ạ à. đơn bánh của cháu gái chị gửi chưa bé chị đồng nghi lam gửi chưa bưu điện lấy rồi chứ chị đồng nghi lam em gửi rồi ai lấy thì ghi giùm em đây em có cái bánh này nữa nè bánh này em còn được một để ra cho nhung chưa hồi nữa. còn được đúng bốn cái cuối cùng đó ai mà hỏi á thì em em bán nha em hết luôn rồi đó hết sạch sành sành ghi giùm bé đẹp là bánh, bánh rút bánh hôm nay đúng em đúng lên thực phẩm chức năng đồ ăn ai cần cái gì em lên cái đó để em ráng em 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 cố gắng hết sức có thể cho mấy chị luôn nha đây Bánh rút tôi bánh rút thì em chị nha, 10 cái 70 ngàn luôn ạ à. Cái này là bánh bông lan nhưng mà bên trong là có thêm rút trà bông nữa, rất là ngon Cái này là cho em của Đài Loan, đáp rất là xa, cái mẫu này được tới 6 tháng Là tới đến tháng 12 Đó, ai ai lấy thì các chị có comment Để lấy em sẽ làm một số chương trình cho nó vui vui nha Bánh rút 10 cái 70 ngàn giùm em luôn nha chị ơi Đây, ghi dùm em là trà bông, nếu mà chị nào khách mới thì phải lên số điện thoại Nhớ giùm em còn like cũ mà ai đã đặt rồi á thì các chị nhớ báo giùm em là chốt đơn lai like cũ. Hôm bữa có mấy người chốt rồi, phải không? Đúng rồi chị, mấy người chốt. Em có đấy. chốt chung hàng về ship hay là gì không? Hay là em, em ghi lại tên? Em, em có nhắn mấy chị đó là khi nào hàng về thì em À, rồi ok. Ai lấy bánh thì comment 10 cái 70 000 rất là ngon nha. Chị ơi bánh lên đơn giùm em luôn chị nha. À, vậy bình dương huyện dầu tiếng xã minh hòa vậy gửi được không em chị hương nguyễn chị hương nguyễn đã đi đơn rồi là chắc bên đó nhận được à, đơn rồi đơn của chị em gửi rồi là đã nhận được rồi á chị hương nguyễn đơn bánh của chị bình lê chị trang trịnh đi chưa đi luôn rồi để phải rồi, không đi rồi. luôn rồi á đơn gửi hết rồi ghi dùm bánh rốt nha ai mà còn nợ đơn là là li, ghi luôn dùm em ai đang coi like chia sẻ like chấm bài dùm bé anh được không ạ à? chị đang coi like chia sẻ like dùm em luôn nha À, dạ ai lấy thì comment nha chị duy nguyễn số hotline bên mình là số nào vậy ạ à? em cần hỏi vấn đề này chút chị duy nguyễn số hotline của em là hai số hotline em ghi bình luận lên chị ghi bình luận lên dùm chị mà nhớ dùm em là số hotline của em là ngay 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 lúc em live stream mà đừng có gọi nha tại vì em em dùng cái máy chủ là cái số hotline luôn á nên là khi nào mà em không thấy em like thì gọi nha mọi người chị tiên dương hết ngủ cốc rồi sạch sẽ rồi Đồ dùng đơn bánh rút mai đi luôn nha Ok chị Hết sạch luôn rồi mọi người Em đang đặt một lô bánh mới á Nhưng mà chưa nhận được hàng Ráng đợi đi 10 ngày nữa coi có hàng không Em bây giờ cũng quyếu cò rồi mấy chị Ai lấy thì cờ minh nha Chị này lấy bánh rút lên đôi dùm em luôn chị nha 70 ngày 10 cái à Còn ba còn bịch cuối cùng Thôi để một bịch mình ăn luôn đi Ở trên còn ít Ai lấy ba bịch bánh rút tặng cho năm miếng mặt nạ thôi bữa hứa tặng rồi đó xong luôn đó nha chị này lấy ba bịch bánh rốt tặng năm mấy mặt nạ luôn nha chị hết sạch luôn nha mọi người ghi giùm em là trà bông trà bông này cho em là làm bằng gà ở ngoài là một hũ như thế này là cả nửa ký lô là bán rẻ nhất là bao nhiêu huyền một trăm mấy á một trăm mấy chục ngàn một hũ em bán hũ này là nửa ký lô bảy bao nhiêu tám mươi lăm tám mươi lăm ngàn còn được mấy hộp khô gà kìa còn đơn không hay là hết luôn rồi còn... em còn được ít em lên luôn ai lấy gì comment giùm em nha mấy chị nha hết ngũ cốc rồi ngũ cốc nhà minh anh là ngon tuyệt vời luôn cảm ơn chị anh tuyết nguyễn thị rất là nhiều nó là ngũ cốc từ trái trái bắp đó mấy chị rất là ngon minh anh mai bốc ráp giùm chị nhen minh anh gọi hết đơn giùm chị nha chị lê thị mỹ hoa ở đâu Ồ, ở, ở, ở Bình Dương đâu có gửi gáp được Bình Dương không có gửi ráp được Lê Thị Mỹ Hoa yêu ơi Gáp chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh thôi Tự quận 12 quay đầu thôi à Vậy chị bánh rút có tặng chị mặt nạ không em? Chị Hoa Ngọc mua 3, 3, 3 bánh rút 3, 3, 30 bịch đó Em mới tặng 5 miếng mặt nạ nha mọi người Ghi giùm em Chà bông. Chà bông dùm em là trà bông Trà bông em chị nha Rồi ơi má ơi chốt cho đã vô cái ngày mai Ngày mai kiểm số lượng lại ở trên lầu Cái không có hàng khách chữa chết luôn nè Em còn nợ đơn của khách rất rất là nhiều luôn á mấy chị Đọc đọc like đi em Chốt đơn dùm chị đi Dạ em có đơn Chà bông gà giùm em nha 85 000 Chị Rosie hai chà bông gà có đơn nè, chị Mai Anh Linh có đơn. Có đơn à, chị, chị, Hoa không? Ngọc em có. Chị Quyên, Nguyễn Nguyễn một chà bông gà có đơn luôn à. Chị Linh Nguyễn mười bánh rút có đơn luôn à. Chị Subile hai hũ chà bông, hũ như thế này là nửa ký nha các chị ha. Một hũ nửa ký giùm em luôn nha. Chị cô me may mắn bốn hộp chà bông à. Bốn hộp là hai ký. Chị, chị, Hiếu luôn hai hộp chà bông có đơn. Sữa tắm à. em đi rồi chị hương nguyễn collagen truyền trắng về chưa em chị hương nguyễn em về rồi và em cũng gửi luôn rồi không collagen truyền trắng là huyền nó gửi vừa là, vừa về là nó gửi liền luôn để cho mấy chị nhận nhanh hết sức có thể bởi vậy nhiều người không hiểu cứ tưởng là à, không có cho dùng đơn nhưng mà không phải đâu nếu mà cho dồn một cái á, là bị mấy đơn của khách khác tại vì em bắn pha bưu điện một lần là một lần đó nên là không thôi là lộn hàng Bây giờ là hàng gì là xong là em cho đi luôn Để mấy chị nhận nhanh nhất có thể cho mấy chị Em ráng hết sức rồi đó Em có một cái đường lô phong thủy của em Hôm bữa ông mới làm cái băng ngọc thủy tảo Bây giờ ông gửi cho em là đã hơn 6-7 ngày rồi mà 6 7 ngày rồi chưa nhận được hàng. Trời ơi má ơi, em lo lắng lắm tại vì đơn đó em chuyển khoản hết 100% luôn. Nên là bây giờ em cũng đang đợi hàng y chang mấy chị Em cũng đặt hàng người ta Tại vì người ta làm cho em mà Phải trả tiền công cho người ta, tiền sơn cho người ta chứ Mà bây giờ em còn chưa nhận được hàng của em luôn Mấy chị thấy em khổ không? Chị Hana Nguyễn hai trà bông có bơ luôn à Trời mày đọc bình tĩnh coi Mày đọc cái gì mà mày giật giật vậy Tao đâu có hối mày đọc Trời ơi mày cứ đọc bình thản lên coi em Ai lấy thì comment giùm em nha Chị nào lấy trà bông lên giùm em luôn Thôi qua trà bông à. Đúng rồi quên trà bông mình còn ít cứ like hồi nữa khách lấy cái không có đủ hàng trả đơn rồi em còn được 7 hộp khô gà cuối cùng ai lấy cờ bên trên livestream giùm em khô gà là 85 ngàn một hũ giùm em luôn nha chị nào đặt hàng comment trên livestream giùm em phải 85 không bữa bán 85 sao mà ừ, lúc sau bán 75 thì em phải đọc đúng ờ, à, tại vì em bữa bán... sale luôn 75 ngàn 7 hũ hết hàng luôn 75 ngày dùm em luôn rồi Chị Minh Ngọc hello Minh Anh khỏe hả Ok ổn chị Minh Ngọc ơi Chị Hoa Ngọc chị Hoa Ngọc chia sẻ cho bông bán sao em nửa ký 7 uh, nhiêu 85 ngàn Nửa ký 85 ngày dùm em à Còn 7 hũ khô gà sale luôn 75 ngàn hũ nửa ký 75 ngàn nửa ký khô gà chị nha Rất rất là ngon hiện tại còn 7 hũ Ví dụ như chị nào không muốn có đặt hàng em mà 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 ví dụ giống như là có ông hữu mà mà không chịu lấy á thì hủy đơn á thì các chị nhớ comment lại nha thấy nên nay thấy mình like lên like, lên nổi là yên tâm em còn khỏe <laughs> chị tiên dương ổn <laughs> tiên dương ơi chị nghi chai sữa tắm tới bưu điện nó cho nằm chung với cơm cháy chắc luôn chị Song thanh <laughs> em thề luôn chị Song thanh ngày mai em chụp cái đơn của chị Song thanh em gửi lên coi cho cho người ta coi coi xong thanh nào đó em chụp comment vậy luôn để em chửi em lên không phải em chửi em nói như vậy là cũng nó không đúng em khiếu nại người ta để cho người ta biết được là khách nói như vậy đó em nói mà người ta không có tin người ta nói người ta đã cố gắng gửi hết rồi nhưng mà có những người là ở thành phố mà 7 8 ngày luôn chưa nhận được. Nên là thôi có những người ở tỉnh là đã 5 ngày nhận được rồi. Nên là các chị ơi ai mà chưa nhận được đơn mà trên 5 ngày hoặc 6 ngày một tuần rồi mà chưa nhận được, liên hệ giùm em gấp để có gì em giải quyết đơn hoặc em em báo cho bên bưu điện kiểm tra coi cái đơn đó có bị lạc hay là ở đâu không nha mọi người. Lưu ý giùm em nha các chị nha. Khô gà là 75 giùm em luôn nha trời ơi. 75 ngàn, còn trà bông lệ nhiêu quên rồi. Chà bông là 85 ngàn à 85 ngàn ok Nguyễn Thảo hai khô gà hai trà bông cho trang giáp Lấy chị một hộp trà bông một hộp khô gà Nhớ ghi lại số lượng nha Huyền Chị Minh Ngọc bé Huyền ơi coi giúp đơn gạo lứt ở Mỹ Tho với Tới nay bạn mình chưa nhận được luôn Ôi trời rồi, lâu, lâu lắm lâu. luôn rồi đó Mấy chị là mấy chị hiểu rồi đó Nếu mà mấy chị chưa nhận được hàng Là em chưa vô được tiền trong tài khoản luôn Bây giờ hàng của em là bưu điện ôm cả đống luôn á mà hàng em cứ nhập về Chưa có tiền vô được cái tài khoản tinh tinh nữa Nên là mấy hôm nay cũng đang yếu tim lắm mọi người <laughs> Ai? Nên là mấy chị thấy không Mấy chị cũng lo Mà em cũng lo nữa Em lo gấp bao nhiêu lần luôn Khách không nhận được Không biết làm sao Tại vì nhiều người người ta cần Mấy đơn men vi sinh là em phải phát gấp luôn á Tại vì những cái đó là khách em có những người Người ta nói bây giờ chị đang cần men vi sinh Rất cần men vi sinh luôn phát liền cho chị Em đã gửi hết tất cả men vi sinh Ngay ngày hôm qua em kia rồi đúng không xong sẽ sạch sẽ sạch thành xanh hết rồi nên mấy chị yên tâm giùm em nha rồi em qua đây qua đây qua đây mọi người khô gà giờ lấy lên đôi dùm em nha à, hết sạch rồi thôi em qua nha hết khô gà mọi người ơi qua luôn dùm em sạch sen xèn không còn một cái gì bây giờ thôi để em ráng em sẽ hỗ trợ hôm nay hỗ trợ gì mày hôm nay không biết hỗ trợ gì luôn em có một cái sản phẩm này nè ở bên uh, bên uh, bên Hàn Quốc mới báo. Nhưng mà phải cả tuần nữa nó mới về tới đây. Tại vì mấy chị biết là bây giờ đi hàng cái gì vô cũng khó thì cái đó rất rất là tốt. Cái đó là nó sẽ có cho em là sữa non, collagen và 17 loại men ở trong cái sản phẩm đó nên nó rất rất là tốt ạ. À. À, chị Như Huỳnh, hai bé anh tươi vậy bé không bị hành hả bé? Em hết khô gà rồi, ngày mai mà có khô gà Em còn kiểm mà có thì em chốt nha Tại vì nãy em còn 7 hũ thôi nha mọi người Khô gà là 75 giùm em à Đơn của mình chuyển tiền rồi nè Hụ hụ đơn ở quận 7 cũng chưa nhận được luôn chị Minh Ngọc Nếu đơn đó em đi rồi là bên bưu điện người ta sẽ gửi cho chị Còn hôm nay là người ta mới báo em Nơi mai mốt mà đơn nào ở quận 7 á Là bé anh sẽ bút ráp gửi qua cho khách Là khách nhận được trong ngày luôn Tại vì bây giờ em cũng nhận hàng nè Đó là người ta bút từ quận 12 cho em Em vẫn nhận được Nhưng mà tiền ship nó hơi cao thôi Và mấy chị nhận được hàng trong ngày Nếu ai ở trong thành phố mà cần hàng gấp Thì em nghĩ mấy chị chịu khó đi Bây giờ mùa dịch, bây giờ thà ngồi đợi hàng Thì chịu khó bỏ tiền cao hơn xíu Gửi rác đi cho nó lẹ Nha mọi người ha Rồi em đọc nha Chị Hiếu Nguyễn 11 ngày mới lấy được hai đơn Hôm nay chị nhận hai Phật Di Lặc một dây chuyền với lại mặt hổ phách quá đẹp còn hôm qua nhận được dây đá đỏ hạt lựu rất là đẹp nhưng buồn vì vẫn bỏ thiếu một mặt dây túi tiền mà em nhân viên cứ báo đã cho vào cùng mà chả thấy em có nhắn chị đó là em có bỏ vào nhưng mà em có nhắn là chắc nếu không bỏ về, đơn xe em đơn sang có bộ chị đó rồi à rồi em có gửi cho chị Hiếu Nguyễn chưa chị đó chưa có đơn hàng à, rồi, không có gửi, em có nhắn là con Huyền nó không? nói là nó nó nhớ là nó bỏ rồi nhưng mà nếu nó chưa bỏ thì nó sẽ kiểm tra lại và và đơn sau mà chị Hiếu Nguyễn có mua hàng nhà em thì bé huyền nó sẽ gửi vô trong cái đơn hàng cho chị hiếu nguyễn hiếu nguyễn đừng có buồn nghe chào bông gà cô gà em có người cho nên à, ở nhà em nên không mua để em mua cái khác nha <laughs> mua cái gì cũng được mà đâu có gì đâu hỗ trợ thức ăn đi em chợ thức ăn chưa có về chưa có hàng để like nữa nè kiếm đơn nạ ban tao chung với đơn vòng tặng của huyết long lâu quá hai ba tuần rồi mà không thấy sủi tâm luôn rồi bé anh ơi chị có ba đơn em gửi hơn tháng nay mà hôm nay bưu điện mới nhận được có hai đơn họ nói hủy đơn hoàn lại cho bé đó chữ giùm chị nghe ok chị hana nhớ giùm em mấy cái đơn mà mấy chị cầm em vậy đó em nhớ chụp lại nha huyền để em em giải quyết đơn giùm chị nha chị hương nguyễn tại vì chị không thấy huyền nhắn tin cho chị vậy mới nên hỏi bé huyền gửi cho chị tất cả là mấy đơn vậy chị hương nguyễn nè hương nguyễn nè rồi. Rồi ok em chụp màn hình lại cho Hương Nguyễn luôn Đó ok Có khô gà hoặc còn chà bông thì chốt nha Tại vì cái này em nói còn ít à Em có sao nói vậy Em cần hàng em thiếu hàng em đặt Thì người ta mới làm còn đặt mà để bán người ta không có chịu làm đâu Không có đủ số lượng Có người xuống la người ta đặt của em mấy chục hũ nữa Nên người ta để dành ăn đó mấy chị Rồi em qua đây Bây giờ để em suy nghĩ coi bây giờ em sẽ bán cái gì Phù hợp nhất Mấy chị cho em xin chút ý kiến đi Bán gì đây thì có hết biết bán gì rồi đưa ông chị c đi c rồi c nhỏ rồi men à có nhiều chị nhắn tin cho em ủa em em có sữa tắm không ủa em nhớ em like mấy lần rồi đưa cái chai sữa tắm đây khách hỏi hoài luôn á trong khi là em like mấy lần rồi chị nào mà đang thiếu sữa tắm hoặc các chị có thể đặt ở trên like sữa tắm của hàn quốc một chai như thế này là 900 trăm ml sữa tắm lúa mạch rất là thơm Chai này em đang bán là 165 000 một chai, ai đặt hàng cứ comment giùm em nha. Số 8 165 000 giùm em ạ. À. Chị Lê Thị Mỹ Hoa có cách nào gửi hàng cho chị không? Chị hết thực phẩm chức năng uống rồi chị Lê Thị Mỹ Hoa. Để bây giờ ngày mai em sẽ cố gắng em liên hệ thử bên một cái công ty là công ty đó là công ty giao hàng. Xem coi họ có chịu gửi không rồi em báo sau. Bây giờ là em hết cách Bây giờ có những nơi là bưu điện không nhận luôn Nên là em chịu chết luôn á mấy chị Có đặt hàng hôm 1 tháng 8 mà chưa nhận được chị Hồng Vương Lê Mấy hôm nay bưu điện có người bị dính Covid rồi Nên là người ta đang đang giải quyết ở trong bưu điện nội bộ xong Người ta mới bắt đầu phát đơn cho khách Và người ta xịt khuẩn hết tất cả các gói hàng Chị nào muốn chắc chắn hơn hôm bữa em đã bán cái chai xịt khuẩn rồi Nhận được hàng xịt khuẩn thêm một lần nữa Ai kỹ thì để ngoài nắng phơi một xíu rồi mình hãy đem hàng vô mình mở ra và mình ấy ha các chị ha Và đặc biệt nữa Khi mà đơn hàng bây giờ dịch bệnh nó khó khăn Nên khách nào đặt hàng mấy chị nhớ giùm em Lúc mà các chị khui hàng các chị quay lại cho em một cái video Để tránh cái trường hợp là thiếu hàng Thì thiếu hàng đơn sau em sẽ trả Tại vì các chị biết tại sao không Bây giờ mình ra mình đứng kiểm tra với ông ship Mình cũng sợ mà ông cũng sợ Mà tốn thời gian ông sẽ đi giao những nơi khác nên là bây giờ các chị kiểm tra hàng, các chị quay video lại rồi các chị kiểm thiếu cái gì hay như thế nào, bên em sẽ hỗ trợ cho mấy chị nha các chị nha. còn à, bây giờ là có những người là nói là không kiểm tra với shop à, với với bên ship thì em cũng không biết được. trong khi trước khi đóng hàng em lại có gửi cho khách nên là khách phải lưu ý dùm em để tránh cái trường hợp là mình lại khó xử cho cả hai bên. nha các chị lưu ý giùm bé đẹp nha. Chị đã lấy sữa tắm lên giùm em chị nha 165 ngày giùm em luôn ạ rồi. rồi bây giờ em sẽ qua đây Bây giờ em sẽ Khách hỏi cái này rất là nhiều luôn nè Mà em buồn ghê luôn á Sắp rồi, sắp nhận được hàng rồi ráng đợi Em nhận hàng là em đem chai xịt khuẩn ra xịt xong mới cầm vô Em xịt lên người em luôn chính xác Em đi đâu em cũng xịt sạch hết Chị có đơn hàng chờ mua thêm hai hũ khô gà nhé chị Tuyết Trần Nếu chị có dồn đơn thì chị lưu ý giùm em là ngày mai đi luôn Hiện tại là em không biết là bên bưu điện còn nhận tới ngày nào đâu Nên là em bây giờ là cũng Thiệt á cũng Thấy mỗi ngày là người ta cắt bóp mấy quận rồi Thấy là cũng sắp sắp rồi đó Nên là chị nào mà đặt hàng thì tranh thủ nha có mấy cái C đồ này nọ ở nhà mình sử dụng cho nó tốt Tăng cường sức đề kháng của mình cũng rất rất là khỏe luôn Chị nào đã sử dụng vitamin C bên em sẽ cảm nhận luôn chị ơi cái Vitamin C là dạng viêm các chị nha Chị nào đã sử dụng rồi cho em xếp cảm nhận luôn à Hôm nay mấy chị nghĩ mấy chị cần cái gì Em có Em có một cái đơn Em có một cái sản phẩm này Mấy chị nghĩ em có bán bây giờ lên like không Hàng về trả đơn thôi là xong bốn chai xịt khuẩn em chưa nhận được Cứ ở nhà hết là là tiệm mua có 70% thôi À dạ chị Ly Lê à... Chị nhận hàng toàn đỡ phơi nắng thật lâu mới đem vô Hôm nay bán làm sao đây Hôm nay bán cái gì nhờ Hôm nay ai cần cái gì comment trên livestream stream giùm em đi em hỗ trợ hết mình Các chị muốn mua sản phẩm này comment giùm em luôn chưa Hôm ơi. nay chị Trâm, hôm nay chị Trâm nhận đơn hàng của chị Hà Còn quăng ngoài sân chưa mở mà ra xem luôn kìa <laughs> Chị cô em đi mắn Đúng rồi bây giờ mình kỹ cho mình là tốt nhất á Bây giờ mình nhận cái gì mình cũng lo Nên tốt nhất mấy chị nên kỹ lưỡng một xíu ha bây giờ mình mình like cái gì nhờ đưa chị cái men men là sắp hết luôn hả ờ quên oh, sao mày đưa mày không đưa cái này mày đưa cái đó hiện tại là cái này cần thiết ba cái này cần thiết đó và có một cái này nữa nếu mấy chị muốn thì bây giờ em sẽ like luôn hàng về em trả đơn uh, vitamin c rất tăng cường sức đề kháng chỗ mấy chị thấy căng thẳng quá cố gắng lên À, bởi vậy bây giờ người ta núp lùm đó mấy chị mình không biết đâu đùng cái mình mới biết em cũng vậy đâu em đâu có biết em thề mấy chị em không hề biết kế bên nhà em có dịch luôn tới ngày hôm nay tháng tối hôm qua người ta bu đông bu đỏ vậy đó ở trong hẻm ào ra một cái bây giờ mình mới biết ở bên trong đó tám hộ dịch hết trơn rồi kế ở nhà mình nên bây giờ em cũng rất là kỹ em nói em mua hàng thực phẩm chức năng bên chị minh anh nè mẹ mẹ nó mua coi chừng hàng giả đó Dịch không dịch không chết, uống thực phẩm chức năng cũng chết Đúng là người lớn tuổi họ rất là kỹ <laughs> Chị Ly Lê Nói chung là đúng rồi Người ta cũng, nói chung ai cũng vậy hết Người ta mua hàng người ta cũng rất là lo Nên mấy chị mua hàng nhà em yên tâm Hẹn em nhập 100% trực tiếp từ Hàn Quốc về Chứ có sẵn là em đã bán sẵn rồi Chứ em không có đợi nhập từ bên đó về cho mấy chị đâu Hello, xin chào chị Nguyễn Nhung Thôi để hôm nay em sẽ like cái này em hỗ trợ mấy chị luôn chị sẽ dùm em luôn với chị nha Các chị có cái này nè, rất rất là tốt nè Đưa chị cái hình hôm qua chị gửi cho em đi Đợi em chút chiếu Đợi em chút xíu, em bán cái hình đó vô cái máy này cho chị đi Hay là cái máy ừ. nào ừ. chị ừ. Cái máy của em coi nó bị mờ quá Khách không có coi được sản phẩm Đây Từ từ hôm nay em sẽ hỗ trợ cái này Để Có gì hàng về là em gửi liền cho các chị luôn Để cho mấy chị dùng Siêu siêu tốt và đặc biệt cực kỳ hay luôn Em đã coi review và em tham khảo là cả hơn một tuần em mới dám em đặt cái đó cho mấy chị Trời ơi, người Hàn Quốc người ta dùng rất là rất, rất là nhiều Chị mới tiêm hồi trưa trước khi đi chị ăn vitamin C Rồi về 2 tiếng sau ăn thêm vitamin C Giờ chị khỏe và xem like đây nè chị Uy Nguyễn Em nói em sao là em hướng dẫn vậy Hôm qua mới chích Hôm nay em dùng vitamin C em dùng thực phẩm chức năng Nó làm cơ thể mình khỏe mạnh hơn Và các chị phải uống xăm nước vô nữa Em cũng uống xăm nước nên em mới ngồi đây em livestream được nè Nói chung là nó sẽ làm cơ thể mình nói chung là có năng lượng hơn Tay thì bên đây nó sẽ nhức vì nó nó tim ở đây nó sẽ đau Nhưng mà khẳng định với mấy chị là nó sẽ rất rất là ok Không có làm mệt hay là làm nóng đâu Tùy cơ địa thôi Cao xăm về chưa chị Tuyết Trần? Cao xăm về rồi mà hả? Cao xăm Trần đi đơn rồi mà Đơn của chị Tuyết Trần em gửi đơn rồi nha Em nói chị bên bán hàng có tâm lắm Mà bán hàng có Hoài hoài dễ thương lắm Mẹ em nói thấy tối nào cũng xem chị Hoài Em nói em nghiện Minh Anh rồi <laughs> Em cảm ơn chị Ly Lê rất là nhiều ạ à. Nói chung tin tưởng thì mua thôi mà 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 đừng tin quá nha mai mốt cái thất vọng nữa thì các em sợ ai tin em lắm nói chung là em tính em có sao nó vậy dùng cái gì tốt em dùng cái gì tốt em sẽ nói cho mấy chị nghe đây 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 đây, đây từ từ đợi em xíu để em chụp cái màn hình tin nhắn ở bên này đó mấy chị thấy em không mấy chị thấy em không có bị giăng ra không ạ có ai còn coi like chấm chấm giùm bé anh cái nha mấy chị nha chị đang, đang coi like cho xíu chấm tương tác luôn không trời đang livestream stream nó bị văng nhẹ ra xíu để em lướt qua em lấy cái này cho mấy chị ai mà đang coi like bị văng ra vô lại giùm em đây 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 em cho mấy chị xem cái này cực kỳ tốt luôn Em đã nghiên cứu rất rất là kỹ, hôm nay em mới đem về cho mấy chị coi. Hello, xin chào chị Linh, Sao? xin chào chị Quyên Quỳnh ạ. À. Mới bị văng ra, em nói thiệt em không có nịnh đâu nha, em đang xem bên kia. Thấy mình anh báo lên like là em bay lên liền, bỏ qua hết tất cả. <laughs> Cảm ơn chị Ly Lê. Mới bị out ra nè, rồi đây cho các chị xem. Các chị thấy hiểu không ạ? Đây là một trong những loại thực phẩm chức năng. Giờ mua xếp được không Minh Anh, chị em Mi Trần, chị ở đâu ạ? À? Bây giờ đây là một trong những thực phẩm chức năng cực kỳ cực kỳ mới ở bên Hàn Quốc Em cho các chị xem Dòng này các chị thấy cho em nè Nó có cholesterol protein và collagen Ở trong đây là nó chứa Các chị thấy hình là các chị sẽ biết rồi Trong sản phẩm này Đúng rồi đây là sữa non Nhưng mà sữa non này Nó có một cái điều rất rất là đặc biệt Nó khác ở đây nè trong cái loại sữa non này là nó có thành phần protein và collagen và đặc biệt nữa, nó sẽ có cho em là 17 loại lactofit lên men là như thế này. Bình thường á là em nghiên cứu rất kỹ tại vì em muốn có một cái loại sữa non nào nó lạ lạ hơn không? Nhìn cái con bò là mình mình nhìn mình hiểu hết rồi ha. Nhưng trong cái loại sữa men đó nó có chứa ba thành phần, đưa chị cái đó luôn. Cái hộp hồng. Để em tư vấn cho mấy chị. Hôm nay em like, mấy chị thích thì mấy chị đặt hàng giờ em sẽ trả đơn. Đây. Nó sẽ chứa ba cái thành phần. Đưa chị hộp men luôn. Đây. Đây. Trong cái đó nó gọi là sữa non protein, cholesterol và collagen và 17 loại lactofit. Ở trong cái cái bột sữa đó đó nó sẽ có 17 loại lợi khuẩn lactofit của men vi sinh và nó sẽ có collagen ở trong cái đó luôn. Như các chị đã thấy, nó in thẳng hết lên cái hộp như thế này. Em có bột lúa non ạ, à, chị Lan Nguyễn ạ, à. em có bột lúa non nha chị Lan Nguyễn nha. Em có đưa hộp bột lúa non luôn cho khách xem luôn. Đây em cho các chị xem. Đây, nó có ghi hết ở trong đây. Đây là một sản phẩm rất tốt và đặc biệt nữa sữa non này được làm từ cho em, cái 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 nguyên liệu sữa non ấy là nhập từ Mỹ. Và đặc biệt nữa có protein collagen và đặc biệt rất rất là ok. Đây nha các chị ha. này có collagen đó chị nha. Đây là đây là em chụp ở trên màn hình trên trang Naver của Hàn Quốc và em xem review. Các chị thấy giùm em được người ta đánh giá 5 sao rất rất là tốt và đây. Đây em có kiểm tra ở trong tin nhắn đây nè. Các chị có thể xem giùm em, đây em chat với lại chị này. Chị này là chị của bạn em ở bên Seoul ạ. À. Đây, hộp 30 gói, thấy có người khen uống ngon, hiệu quả tốt, bớt mệt mỏi đã quay lại mua tiếp. Có người bị táo bón uống vào khỏe ra, dịch từ review, đợi chụp đợi review rồi chụp cho. Đây. Có những người đang mệt, người ta uống cái này vô người ta rất rất là khỏe và hầu như các chị thấy không? Được đánh giá 5 sao rất rất là nhiều luôn cái dòng này ở bên Hàn Quốc. Đây. Do xin sử dụng cực kỳ tốt bên hàng luôn nha chị nha đây một trong những loại mà em coi em thấy review rất là ok và em cũng tham khảo rất là nhiều rồi nên em hỏi lại tại vì có những cái comment á em không có rành á nhưng mà người ta là người bản địa thì người ta xem người ta đọc tiếng hàn người ta hiểu hơn thì chỉ nói uống cái đó vừa làm đẹp da hỗ trợ protein và đặc biệt ai đang mệt uống vô nó cũng sẽ khỏe nó làm cơ thể các chị rất rất là khỏe luôn và đặc biệt nữa nó có protein cung cấp protein làm từ trong trứng nè hoặc là những người người ta đi tập gym người ta hay uống những thực phẩm chức năng có protein để làm tăng những cái cơ trong cơ thể của mình và ác chiến những cái mỡ thì trong đây nó cũng sẽ làm cơ thể các chị khỏe mạnh làm đẹp da và đặc biệt nữa cái này cũng hỗ trợ tốt cho lại cái đường ruột của mấy chị luôn là hệ tiêu hóa nên đây là một trong những sản phẩm em cảm thấy rất rất là ok đây mà em hỏi á nói cái hậu vị rất là thơm một hộp như thế này là uống được 30 ngày ở bên Hàn Quốc ấy người ta sẽ chia ra gói giống như cái hộp này nè và đó là liều lượng vừa phải luôn Tại vì cái đó người ta sẽ chia ra để cho mình uống đúng 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 lúc và mình uống đúng liều lượng không nhiều mà cũng không ít người ta chia ra đó mình có thể uống mình pha với nước ấm hoặc là chỉ có thể uống trực tiếp, cái loại này rất rất là thơm và đặc biệt cực kỳ dễ uống luôn nha các chị nha Một hộp là có 30 gói giùm em luôn à Đây em cho các chị xem Giá cũng khá là cao các chị biết nha Những sản phẩm mà gọi là phục hồi cơ thể thì nó sẽ mắc hơn những cái sản phẩm thông thường Như một hộp như thế này nè Đó một hộp như thế này em đang cầm là cả triệu hơn Nhưng mà nếu mà mình đặt qua công ty mình lấy số lượng lớn thì mình sẽ có giá giảm Tự thường ở bên trên vợ hoặc là những trên web hàng á nó sale là nó chỉ sale tùy lúc thôi có ngày nó sale có ngày nó tắt nó không sale nữa nên là khi em muốn đặt số lượng là em phải liên hệ với bên công ty luôn trực tiếp công ty luôn là mình đặt số lượng sĩ thì em sẽ có giá rất là tốt thì em sẽ đem về cho các chị một tuần nữa là về tới nha các chị nha đây là sữa nâu của hàn quốc chị nha ờ bên anh ơi hôm qua chị không biết gọi cho em là protein đi nha các chị nha ghi giùm em là protein ạ à. à, hôm qua chị không biết nên đi tiêm về ngậm viên c liền có ảnh hưởng gì không chị Đạt nguyễn dạ không trước khi đi tiêm em ngậm c về em cũng ngậm c c làm tăng cường sức đề kháng và khi mấy chị tiêm về người ta cũng dặn mấy chị là mấy chị cũng phải uống vitamin c nhiều để cơ thể không có bị sốt em chưa hề uống một viên banado nào hết rất rất là ok đúng không ạ là hôm nay chơi chương trình sữa non với giá vậy với giá bao nhiêu vậy minh anh chị ly lê em chưa biết em đang suy nghĩ à và em cũng thật sự là em đã có quà rồi nhưng mà em chưa biết là bao nhiêu người đây thật sự em đã 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 có quà rồi và em đã cũng đã suy nghĩ rất rất là nhiều rồi là không biết sẽ tặng một món quà gì đây cho nó có giá trị một xíu thì em đang suy nghĩ rất rất là nhiều ạ à. À, chị vũ Trần, bé hiền có hỏi bên anh vũ tiền chiết khấu cho chị chưa bây giờ hỏi nhỏ bận quá quên nữa rồi để còn gửi đơn cho chị chứ lâu nhận được hàng lắm Chị Vũ Trần. Chị Vũ Trần ở Bình Dương nhưng không gửi hàng được nữa rồi. Chị Vũ Trần ở đâu? Bình Dương. Ủa, chị ở ở ở Bình Dương luôn hả? Ờ đúng rồi. Rồi xong. Không. Không nhận được hàng nữa. Không nhận được hàng nữa rồi. Chết chưa? Nói chung là bây giờ trong vòng trước mắt người ta báo là 10 ngày đó. Thì trong 10 ngày đó thì đang thông báo là như vậy. Sau qua 10 ngày có thông báo mới ở bên bưu điện là có gửi được hàng hay không em sẽ tính tiếp bây giờ những đơn nào mà khách ở những cái vùng như là bình dương à, uh, rồi ở đâu nữa bình dương đồng nai và bến tre đó là không được nha các chị ha sao chị nghe mấy chị nói cách hai tiếng ôi trời ơi, em về em dung liền em thấy bạn em nó cách hai tiếng về đó nó, nó 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 giật như cái gì vậy đó em về là em uống liền một ly ấm vô luôn chị chỉ không được ăn trứng thôi chứ là mất tác dụng của uh, thuốc tim thôi chứ còn um, em về bú liền em uống liền tối đó em mới lên like được em ngủ qua một đêm sáng dậy không thấy sốt chỉ bị nhức cái tay thôi tại vì tim bên đây nó nhức, còn thuốc bên đây nó nhức. chú em thấy mấy chị thấy em giờ em vẫn còn like ok nói chung là em cũng chẳng ráng mình ráng mình hại sức khỏe mình thôi nhưng mà em thấy em ổn nên em mới lên like không thôi em nghĩ rồi chị vũ trần um... Rồi xong Nói chung là chị Vũ Trần ơi à, Nếu mà đơn chị đặt thì em sẽ nhận Giữ đơn cho chị, chị chuyển khoản cọc Còn mà tiền chiết khấu thì bé anh sẽ chiết khấu cho chị luôn Để nói chung là Mình cũng thoải mái hơn ha chị ha Rồi ai đang coi like chấm bài Mua sữa đường tạo vitamin C Chị Hoa Nguyễn mới comment cái gì nè Bé anh ơi Hôm qua chị có coi Cái live em coi cái vòng ngọc Với lại cái vòng Tumalin Ủa hôm qua chị Hoa Nguyễn này Đâu có coi like đâu mới comment hay là chị coi lại ngắt like ạ à? hôm qua em không có thấy chị comment trên like ai coi like chấm bài ờ hôm qua em cũng thấy có những người comment lại like nè chị chị gì quên rồi chị, chị nhung ờ chị, à, chị nhung rồi mấy chị nữa nói chung là cần thì em cũng hỗ trợ em ráng em nói thì cái mấy chị em bây giờ lo lắm nè tiền em chuyển khoản cho người ta hết rồi mà em chưa nhận được một cái gì hết quả lắm mấy chị ơi hàng em đặt cái chị cũng gì cũng vậy tiền trao cháu múc Em phải chuyển khoản cho người ta nó mới gửi hàng cho em. Trời ơi là quái lắm. Chị Phương Nguyễn nói em ơi hỗ trợ đi, rất rất là ok luôn. Ok, hôm nay em sẽ hỗ trợ cho mấy chị ha. Mà cái sữa non này nè, em gọi là sữa non nhưng thật ra á, cái loại của em là gọi là protein. Chứ không phải là sữa non đâu. Nó nó có sữa non, thành phần sữa non chiếm thành phần cao, nhưng loại của em nó tổng hợp ba loại là có sữa non, collagen và men lactofit ở bên trong nên nó sẽ tổng hợp là vừa làm tăng cường sức đề kháng mà tốt cho ruột mà lại đẹp da, nên các chị hiểu không ạ? Nó gọi là protein tổng hợp ba loại và các chị uống rất là thơm. Và nó 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 không nó không nó không có giống như là hàng bột nha mà nó rất nó nó là bột nhưng mà khi mà các chị quậy lên là các chị sẽ thấy cái màu sắc. Xong chị xem lại chị đã à chị Nguyễn Nhung hả? Còn mấy chị đơn chưa nhận thì còn mấy đơn chị chưa nhận được thì sao? Nếu những đơn nào em đã gửi rồi là bưu điện sẽ phát những đơn đó cho chị. Còn bắt đầu từ ngày hôm nay là bưu điện không có phát nha các chị ha. Tìm xong ăn trứng vẫn bình thường, chị hỏi bác sĩ rồi, không kia gì hết, khi nào chua ti mới không ăn trứng. Ủa vậy hả? Vậy mà em coi trên tiktok với lại hôm bữa có bà kia bà cũng nói như vậy nên em không có ăn hỗ trợ hoài mới nên chịu nổi hông thương quá chị ly ly thôi được rồi để em cho các chị xem hôm nay tặng gì nhờ hôm nay các chị muốn tặng gì cho em xin ý kiến luôn trời hay là mình lại tặng vòng tiếp mấy chị <laughs> nhưng mà tặng vòng là tặng ít nha không tặng nhiều đâu mà hôm nay ai coi được like của em thì mới có hồ 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 quà tặng thôi hôm nay em lại tặng gì mà một tuần sau mới có hàng một tuần sau mới có hàng chứ không có liền đâu hàng hiện tại là đang đăng lên công rồi báo sai không hà chị sông thanh ở trên nam người ta quay lại là bác sĩ nói luôn á nên chả, em chả biết nữa chị sông thanh ơi em thấy người ta nói nên là em cũng áp dụng vậy đó đây giờ sao nhờ tặng gì nhờ có dòng gì đẹp đẹp không có cái giọng gì đẹp chị như lê bảo cái vòng tourmaline hôm qua đẹp nè chị hiệp phan hello xin chào chị hiệp phan đâu đó chị như lê mới nó. cái vòng tourmaline đẹp nè hello chị hiệp phan thôi được rồi em sẽ cho coi nhưng mà tặng ít người thôi nha thiệt luôn á giờ thôi anh xui đi không biết nữa có nên tặng ông ta hay là tặng cái khác nhờ cái vòng đó là quá cha tiền hàng nữa đó đúng rồi cái vòng đó quá cha tiền hàng luôn hello xin chào chị hà hà thôi được rồi lỡ rồi dứt luôn mấy hôm nay ngày nào cũng có chương trình hot thì hôm nay em sẽ có chương trình hot hòn hột luôn nha các chị yêu dấu ơi vô stream chia sẻ like giùm em vô live chia sẻ like mạnh tay giùm em luôn nha chị. lấy em chị coi được rồi Em uống C uống xăm đó Coi điện Minh Anh khỏe nè Chắc uh, chích không có bị sốt <laughs> Chị Vũ Trần Hôm nay Minh Anh thả thính nhận mà những bạn đẹp mê không có chịu nổi luôn Ta thấy cái nào đẹp ta cho xem chứ Ai nhanh tay sẽ được quà chính xác Hôm qua chị Tiên bác sĩ nói không được ăn trứng em Ồ em cũng nghe nhiều người nói Nhiều người nói không được À, tặng hợp xe đi bé đẹp khỏi suy nghĩ chị hỏi trực tiếp đó em đừng nghe thông tin ảo nha chắc tùy bác sĩ quá má ơi thiệt là cái bà tổ trưởng với lại bà bác sĩ đó cũng nghe nói với lại em coi trên mạng người ta cũng nói vậy là chắc một số người người ta chỉ vậy đó em không biết nữa nên em thấy sợ nên em thôi kệ em không ăn thôi <laughs> được rồi ok chị hoa nguyễn đúng rồi cái cái vòng đó đó ok để cho các chị xem ai hey, coi like chấm bài giùm em Chấm bài chia sẻ like giùm em luôn nha Có cái vân đây là cho cho xem nhá trước nha rồi ok hôm nay ai coi like có quà ok chưa chị nào coi like là cực tùy luôn chị, à, chị, chị tùy tùy theo cơ địa mỗi người chị cô mail chị không nghe ai dặn gì luôn hôm nay em có cái này có cái này tốt và có quà to các chị chia sẻ mạnh tay giùm em chia sẻ like mạnh tay giùm em luôn nha hôm rồi hôm đẹp hôm coi like là quá đẹp kinh khủng à. khiếp luôn ạ à. nhớ giùm em nha hôm bữa có cái bài mình đăng đâu rồi có cái bài đăng đâu rồi từ từ đi làm phụ chị cái đi để cho các chị xem um, facebook đăng kỹ những chất kích thính và trứng nếp nữa đó thì đó thấy nhiều người người ta nói vậy nhiều người người ta kỹ người ta giận em cũng chẳng biết nữa đây đây là em 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 thấy người ta nói vậy đó đó đây một trăm phần trăm ảnh em em chụp nha bên chị bác sĩ nói không kiêng ăn uống gì hết dạ rồi em cũng chẳng biết luôn em cho các chị xem cái này điện thoại gì vậy đây em gửi qua cái 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 này cho chị coi cái này nó bị chó màn hình quá không thấy được cái hình luôn gửi qua đi rồi rồi cho khách coi ai coi like chấm bài chia sẻ like giùm em nha nhằm người bị dị ứng trứng gà à thì ra vậy nhưng mà thôi mình kiên xíu mình kiên chắc qua 24 tiếng mình ăn lại được chứ mà do giống như có nhiều người chắc người ta dị ứng nên là bác sĩ người ta báo thôi em đã hả cái gì cũng ăn được có đồ ăn là ăn nữa hả con biết gửi sau đây cắn răng đập đầu vô gối nè <laughs> cái gối nó mềm lắm chị vũ trần ơi không có xiên nhê <laughs> tặng ít thôi đây được rồi hồi à, chị hoa nguyễn đâu vô coi like nè đó để mới hỏi này đó cho xem luôn cho xem luôn đây ở à, đâu rồi các chị thấy không ạ trời ơi nhìn em xỉu luôn quá quá sức tưởng tượng và đẹp mê ly cái này là cái mẫu em sẽ em sẽ em sẽ đem về và đã đang gửi cho em rồi mấy chị tại vì cái này có chị khởi khách sĩ của em chỉ đặt nữa nên là hôm qua mới hỏi mấy chị là mấy chị thích cái nào một trong hai cái thôi đó thì hôm nay em quyết định luôn cái này tính ra giá trị của nó sẽ cao hơn nữa mấy chị và đặc biệt nữa cái này là nó sẽ có cho em tumalin vân ở trong đây là vân đá nó rất rất là đẹp luôn Nam kì... hành mệnh. Đây là cũng dòng họ nhà Tu luôn nè. Đó, nó là Tu luôn nhưng mà nó bản khác. Cái Tu đó nó là sẽ bản, uh, nó sẽ là, nó là sẽ là cái bản uh, gọi là sao ta? Cái bản này là nó, nó nó đẹp hơn, cái bản này nó đẹp hơn, nó hàng hiếm, rất là đẹp. Rồi lên, rồi lên đỉnh phong thủy nữa rồi. <laughs> Để cho xem ảnh minh họa. Cái chiếc này mấy triệu bạc một chiếc Ai mua rồi là các chị sẽ biết nha Các chị yêu dấu ơi Chiếc này cực kỳ đắt luôn trời 2, hai, hai triệu 8, 2 triệu 9 không à Đó đây Để cho các chị xem Chiếc này là 2 triệu uh, 538 ngàn nè Tới công chuyện nữa rồi Má ơi hả Mua sữa con bò Tặng vòng tay không em chưa biết Chị Ly Lê ơi để em suy nghĩ bạn chị sang tìm chiều về uống bia luôn á trời thứ dữ không luôn còn có bên nào nhận ship Bình Dương giao dùm chị nghe hết thực phẩm rồi Ok em sẽ cố gắng Em không hứa nhưng em sẽ cố gắng Để cho em à, cho cho các chị xem Em có làm sao là em nói vậy 2 triệu 538 38 ngàn đồng cho em một chiếc à, 2 triệu mấy á Đây là dẻ rồi nha Đây 3 triệu 3 triệu 2 có những món quà em tặng mấy chị Và sale rẻ nhất luôn Một cái vòng tourmaline ai coi like biết 2 triệu rưỡi là rẻ nhất Các chị thấy có những cái vòng Em không bao giờ em like Nhưng mà hôm nay dịch quá Em bất chấp hết luôn Và hôm nay em sẽ ráng Em sẽ làm chương trình hết sức có thể Hôm nay ai mà coi livestream này là rất rất là hên luôn Cực kỳ hên nha các chị Còn ha đây là, Coi live là quá hồi luôn chị ơi Quá hồi gọi Ông là Mấy triệu bạc đâu rồi để để đọc comment của bà trần ngân rồi đâu rồi à, um, comment gì đâu rồi đợt này tặng full luôn hả minh anh ghê quá mấy chị thích là em chiều nha mấy chị ha trời ơi má ơi nói đẹp dễ thương không đây cho các chị xem làm bộ làm bộ ngủ thôi <laughs> chị hiệp phan đẹp cực kỳ tourmaline là một trong những cái dòng đá làm dùm cho năm hành mệnh em sệt công dụng giùm chị em sẽ nói công dụng trước bạn ai coi live stream ngày hôm nay Nếu bỏ lỡ like này Em chỉ làm đúng 5 phút thôi Nhớ dùm em 5 phút thôi Qua 5 phút là em hết <laughs> Em tặng ít trong live stream ngày hôm nay Các chị ơi ai coi live chia sẻ mạnh tay Thả tim cho em nha Thả tim mạnh tay dùm em luôn nha trời chị, chị Trần Ngân điện thoại chị vô duyên ghê Sao nó cứ khóa bình luận hoài tức muốn chớ Chị Trần Ngân thôi lấy cái nick khác vô comment Nếu Ai mà chơi phong thủy chắc chắn là sẽ biết tourmaline đúng không ạ? Chị nào đã, đang coi like em biết về dòng đá tourmaline này không? Cho em xin chút comment đi Có những người không biết tourmaline là gì đâu Nhưng có những người biết đó Những người coi like em từ rất lâu rồi Hello, xin chào chị Sương Lam Đây, đây, có thể Sương Lam biết Sương Lâm hồi xưa hay mua đá Chị... Uh, chị Sương Lâm ơi, chị Sương Lâm biết vòng đá tourmaline không ạ? Chị Xuân Lâm cho em xin chút comment nha Cô em nó có nó, 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 đúng không Ở ngoài bán mấy triệu đúng không chị Xuân Lâm Chị Xuân Lâm cho em comment đi Đó khách đây là khách thực tế nè Chị Xuân Lâm mua phong thủy của em hồi từ hồi Em mới mở shop tới giờ Nên là chắc chắn chị sẽ biết Rất rõ Thì Tùng Võ coi thì coi như bác hồi đi quá Minh Anh hơi hết rồi <laughs> à, tô Malin đợt này Là sẽ từ 7 ly rưỡi Cho tới 9 ly Lộn xộn xà ngầu luôn 7 ly rưỡi cho tới 9 ly Chị Như Huỳnh ché không biết Bây giờ em cho ché biết nè <laughs> Lan cuốn đẹp xỉu luôn Đây em cho mấy chị xem ha các chị ha Tu đây các chị ơi Cho em cho các chị xem rất rất là đẹp Và rất là xinh Để em đọc cảm đọc comment cho mấy chị hiểu được Tu là gì Rồi để mấy chị biết Rồi mấy chị hãy 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 mua Hoặc là khi nào mà có chương trình Thì các chị hãy nhận nha Tua Malin là cực kỳ luôn nào em luôn à? là một trong những loại đá có 4 tới 14 micron là sóng âm. À, và đặc biệt nữa cái tua Malin này nó hỗ trợ được bệnh viêm nang long và cũng giống như bệnh viêm màng túi. <laughs> Khi mà ai viêm màng túi đeo đá phong thủy nhà kinh ly là sẽ có tiền. Khẳng định các chị một câu luôn, rất rất là lọc và đặc biệt hỗ trợ ung thư, tổn thương mô mềm và đặc biệt lưu thông khí huyết và tuần hoàn máu ai đau đầu đeo Tumalin được cho em trong Tumalin các chị thấy không ạ có màu xanh lam có màu xanh lá có màu hồng màu vàng màu đen thì mỗi loại đá này tượng trưng cho một cái mệnh và phong thủy rất là riêng Tumalin lục là đeo dễ dàng mở rộng trái tim đón nhận tình yêu nè rồi khiến cho những cảm xúc nè đó đó tầm lam luôn Tumalin hồng là nó sẽ hỗ trợ thư giãn và đặc biệt làm dịu những nỗi đau trong quá khứ Đặc biệt nữa tourmaline vàng là tăng khả năng sáng tạo, trí thông minh và đặc biệt đây là cũng là một màu sắc được giới nghệ sĩ rất là ưa chuộng. Và một cuối cùng nữa là tourmaline lam là cái màu này sẽ giúp cho những ai đang làm kinh doanh và doanh nghiệp hỗ trợ cho người ta có tâm hồn thư thái hơn và đặc biệt nữa người ta làm việc sẽ linh động và hiệu quả hơn nha các chị nha. Đây là một trong những cái vòng đá dành cho được những người đang kinh doanh, làm doanh nghiệp dẫn dắt được lý trí của mình ok hơn hỗ trợ được rất là nhiều bệnh nãy chưa nãy giờ chưa đọc công dụng bệnh nè đó mấy chị ơi nhiều lắm ai không biết tourmaline lên mạng coi mấy chị ơi đây rất rất là đắt ai coi like chấm bài chia sẻ like giùm em nha Tourmaline Rồi. cực kỳ đẹp luôn trời mệnh nào mang cũng được giùm em luôn nha kim thủy mộc hải thổ luôn à để để đợi đợi em xíu coi vòng tay bạc mít đá tua malin thiên nhiên ở đâu bán vậy ankarat 3 triệu 300 ngàn đồng Đó Thấy chưa Đây 3 triệu 300 ngàn đồng tua Tourmaline mít với bạc nha mọi người Ở Ankara nha mọi người Một trong những chỗ phong thủy rất rất là lớn Và đình đám tại Việt Nam <laughs> Đây các chị Các chị thấy không ạ à? Em có sao mở ra các chị xem Tourmaline nó đẹp lắm Rồi nhanh lên bé đẹp <laughs> Người ta chưa làm rồi má ơi Hói rồi Viêm màng túi nó khó trị lắm Nó còn khó trị hơn cả viêm viêm nang lông nữa nha các chị nha Trời ơi Từ lúc nhỏ thấy đá tu này Chơi cờ ô quan hoài Mà giờ nó không có quen biết chị luôn À, chị hoa ngọc bé đẹp đấy mấy chị ai cũng bị viêm màng túi hết tặng 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 mà anh có thuốc nào trị viêm màng túi không em có trị viêm nang long thôi chị uh, chị ra hu tumelin mỗi viên đá mỗi công dụng xịn lắm chị đây ra hu cũng biết về phong thủy trần ngân chia sẻ hiến máu hoài luôn á ủa gì kỳ vậy nay người ta tặng mà trời rồi hôm nay tặng mấy người trong livestream ngày hôm nay tặng mấy người đây Trời luôn trời không tặng vòng Thấy bạn... cũng có trăm mấy người coi like nhưng mà tặng thì chắc phải tặng vài vài chục người thôi Không tặng được trăm mấy chục người đâu Vậy hôm nay chơi tới nha Ai coi like stream chấm bài chia sẻ like giùm em Chấm bài chia sẻ like giùm em chị ơi, hôm nay chị đã mua hàng trong đây là quá Ghi bình rồi. luận lên Một tuần nữa là hàng từ Hàn Quốc về sẽ về cái protein đó Ghi giùm em protein nha Tại vì nó tổng hợp ba loại sản phẩm protein, collagen và sữa non 3 triệu hơn một chiếc Có vòng 2 triệu mấy Hôm nay em chơi lớn trong live stream này chắn, Chắc chắn là không đồng rồi Khi các chị ơi mua cái vòng em lấy vô bao nhiêu tiền rồi Nó còn hơn tiền cả quà em bán Được không ạ Chị Trần Ngân chúng vòng kìa Bây giờ ghi bình luận lên cho em Hôm nay chị nào Có đơn Mua protein Comment trong live stream ngày hôm nay Em sẽ tặng Một cái vòng tua Malin full hạt luôn nha các chị nha Ai đang thấy em coi like các chị ơi cho em xin cái trái tim nho nhỏ được không ạ à? 6 ngày nữa hàng về trả đơn một tuần hơn nữa là phải đến tay mấy chị là coi như là 6 ngày nữa về tới em là cho là 6 ngày nữa về tới mấy chị là nửa tháng nữa mấy chị mới nhận được một một đơn hàng mấy chị lưu ý giùm bé đẹp nha sữa no nhé chị nha chị nào có đơn trong like tặng phẩm tặng phẩm like này, này là em sẽ đợi tới nó hàng về em sẽ Chả đơn và hôm nay em sẽ like trước đã giới thiệu rất rõ sản phẩm rồi bật sản phẩm lên cho khách coi lại luôn em đây máy hôm nay là toàn like, like chay không mà mấy chị hàng về chưa có kịp trời má ơi <laughs> chị 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 chưa gì chị chị lê thị mỹ hoa một rô tô ghi thôi bây giờ ghi cho em là cái gì quên rồi ghi sữa non đi cho nó lẹ ha mọi người ha cho coi lại protein đi hoặc là ghi protein đi đúng công dụng của nó là protein đó protein collagen và cho em là cái gì quên rồi Collagen và men vi sinh luôn ạ Rồi đây 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 cho coi hình Coi hình nha Chưa gì mấy chị lên Rồi em chưa có đọc giá mà mọi người ơi Đây nha các chị nha Đó Seoul uh, Kijun nè Đó Kijun ở Seoul nè Hộp 30 gói Thấy có người khen uống ngon Hiệu quả tốt Bớt mệt mỏi Đã quay lại mua tiếp Có người bị táo bón Uống vào khỏe ra Dịch từ review Đợi chụp review cho Đây các chị xem giùm em Đánh giá 5 sao luôn Bây giờ sẽ hỗ trợ trong like này Hộp này chỉ có sữa non mới được tặng. Hôm nay mấy anh sẽ hỗ trợ các sữa non á chị Tiên Dương, tại vì hôm nay có nhiều người hỏi sữa non. Ghi giùm em là protein nha, tại vì nó là protein ạ. À. Ghi giùm em protein đi biết chữ protein rồi, không? Rồi, ờ em ghi mình lộn lên cho khách đi để khách ghi protein hoài tội nghiệp khách. Em sẽ báo giá. Một hộp này trong livestream ngày hôm nay. Đây các chị nhìn giùm em. Một hộp này là có 30 gói giùm em luôn ạ. À. 650 000 đồng một hộp. Hôm bữa Một triệu hơn sao sáu trăm mấy Khoan từ từ đợi em chút Em đợt này em được hỗ trợ Thêm mấy hộp trà hoa chuông Hôm nay em sẽ hỗ trợ Mấy chị sáu trăm ngàn đồng một hộp Chơi luôn 600 đồng một hộp sữa non... Tính bán sáu trăm rưỡi Ghi là protein Đừng đọc là sữa non Trong đây nó sẽ có ba thành phần protein sữa non Và đặc biệt là Nó sẽ có cho em là cái gì quên rồi Men vi sinh và collagen luôn ạ Men vi sinh và có cho em là collagen Hôm nay em sẽ tặng Chị Hương Trần em ơi Cái này uống được 30 ngày Em có thể hỗ trợ không Vì cái này là cả gia đình chị uống Thôi được rồi Hôm nay em chốt trong live stream này Đúng cho em 2 phút trong live stream này Thôi 5 phút đi Chơi 5 phút luôn Ghi giùm em đúng cú pháp Hôm nay chị nào lấy hai protein. Em tặng một là thành ba luôn và em tặng một cái vòng chơi lớn, được chưa? 600k tặng vòng giùm em luôn ạ. Ai lấy hai, em tặng một là thành ba, em tặng cho một cái vòng chia sẻ trong livestream ngày hôm nay giùm em nha các chị nha. Mùa mở giùm em luôn nhé chị Cú pháp của em, em không bán hai vào hai sữa non tặng hai vòng hay là hai protein đâu. Ai lấy hai em tặng một là thành ba và em tặng cho thêm một cái vòng chia sẻ trong like giùm em nha các chị ơi. Chị nào lấy protein nên đo giùm em chị nha, 600k một hộp. Đây. Còn, còn Tomali luôn ạ. À. Em để ở đây cho các chị xem ghi giùm em là protein nè các chị. Hai tặng một thành ba. Muốn hai tặng một thành ba giùm em luôn nhé. Khoan từ từ tính 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 khoan từ từ đợi em xíu. 650 nhân cho 2 là 1 triệu 3 Ủa hồi nãy chị đọc là 600 Chết 600 ngàn rồi Đọc lại 600 ngàn không phải 600 rưỡi nha mấy chị nha 600 ngàn một hộp rô tiên cho mẹ 600 ngàn nhân 2 là 1 triệu 2 Chia 3, Chia 3 Trời con còn 400 ngàn một hộp Quá hồi luôn không được tặng bông, trời Tặng vòng trời xỉu luôn Thôi kệ chơi luôn lỡ rồi Chơi luôn trong livestream ngày hôm nay Ghi dùm em đúng cú pháp Protein nha các chị nha Trong đây chứa protein, collagen, sữa non ấy Và đặc biệt nữa nó có cho em thêm một thành phần nữa 17 loại lợi khuẩn trong cái sản phẩm này Uống rất ngon và rất thanh Chơi lớn trong livestream ngày hôm nay Chấm bài và chia sẻ like dùm em nha Chị nào lấy lên đơn protein dùm em Ai không? lấy hai em tặng một thành ba em tặng cho chiếc vòng Chơi luôn đúng cú pháp dùm em đi ạ à lên cú pháp protein cho em đúng chị nha yeah, kia đang coi like ai đang coi like các chị ơi chấm bài và cho em ăn một nút chia sẻ trong livestream duy nhất cái livestream ngày hôm nay chị nào khách mới mà có đặt hàng trong like phải để lại số điện thoại các chị tính đi hai protein là bao nhiêu tiền ạ à? một triệu hai trăm ngàn một triệu hai mà suy ra là bốn trăm ngàn một hộp các chị tính đi chia cho chia cho ba mươi ngày đi cho bốn trăm ngàn chia cho ba mươi ngày chị coi là một ngày bao nhiêu tiền rồi các chị ơi rất rất là rẻ luôn mà ai lấy hai tặng một hai tặng một thành ba tặng một vòng luôn nha. Tại vì cái này em đẩy số lượng luôn nha các chị nha. Lưu ý trong livestream vừa về à. Chị đã lấy lên đôi em, em. ạ dạ, tính ngày má ơi cực kỳ rẻ. Các chị ơi uống cho em cực kỳ khỏe luôn nha các chị ơi nâng cao sức đề kháng và đặc biệt khi các chị đang đau mỏi mệt mỏi các chị có thể uống cái protein nó được luôn cực kỳ tốt đó kết hợp ba dòng sản phẩm protein collagen có và đặc biệt nữa 17 loại cho em lactofit là men lợi khuẩn cực kỳ tốt vừa làm đẹp da vừa sức khỏe mà đặc biệt nữa cho em là nó có cái gì nữa quên rồi có hỗ trợ hệ tiêu hóa có men trong đó luôn có men vi sinh cho em luôn vừa có men vi sinh vừa có collagen luôn nha chị nha cực kỳ tốt luôn ạ à. một ngày mười mấy ngàn ạ à. trời ơi trong khi các chị đi ra ngoài mua một ly nước cam bao nhiêu tiền rồi các chị tính dùm em đi ok chưa trong livestream ngày hôm nay duy nhất livestream ngày hôm nay nha các chị nha lên đơn rồi thì dùm em luôn chứ Em để đây cho các chị xem ạ phần trăm từ Hàn Quốc nhập về ạ à. phần 100% từ Hàn Quốc nhập về Ai đặt hàng lên đơn và đặc biệt dòng này có kiểm định HACCB Đây là hàng nội địa của Hàn Quốc và đặc biệt bán rất là mạnh Tại trên thị trường hàng và cũng như là những tiệm thuốc tây lớn mới có bán Thuốc tây nhỏ không đăng ký được độc quyền GBB là không được bán sản phẩm này Nó thuộc dạng là thực phẩm chức năng đó các chị hỗ trợ và đặc biệt nếu ai mà mình có tập gym hoặc là mình tập yoga thì các chị hay mệt nè hoặc là bổ sung cơ thì các chị có thể dùng cái này luôn cực kỳ lớn ạ à. chơi xả láng luôn nha các chị nha Nhanh tay lên đôi chị nha sáu trăm ngày một hộp mua hai tặng em luôn ạ từ từ để em đọc comment chị mua bốn tặng hai vòng nha chị mua hộ cho bạn chị nha em ok chị phạm thị hà hà luôn rồi đọc đi em chị này lấy rồi tiên lên đôi em luôn chị nha trong đây là nó sẽ có sữa non của mỹ có collagen và có men vi sinh nó là sữa non đó chị Trần Ngân nó là sữa non 80 phần trăm của nó là sữa non rồi nó là sữa non của Mỹ rồi nhưng trong đây là 10 phần trăm của collagen và 10 phần trăm của men vi sinh là nó tổng hợp lên cái hộp này và em nói trước em bán hàng là em trả bịa thành phần của nó chị nào mua hàng về các chị sệt ở trên trang Naver hoặc các chị lên Google dịch các chị đọc cho em công dụng của nó, nếu ai rành các chị đọc công dụng của nó và các chị đọc thành phần cho em. Em không phải tự nhiên mà em 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 nói thành phần làm quá lên đâu nha. Trong trên hộp là nó có ghi sẵn ở trong đây luôn. Collagen, protein, collagen và có 17 loại men. Ở trên đây nó không ghi 17 loại men đâu. Phía sau cái cái hộp như thế này nè, phía sau hộp nè. Hoặc là bên hông hộp nó sẽ có in Mấy chị về các chị xem coi bé anh có nói đúng không ạ à? Hôm nay ai lấy cờ mình nha Chia sẻ like giùm em. Lên giùm em Ghi bình luận là 2 tặng 1 nha em Ghi bình luận là 2 tặng 1 Chơi luôn đi Rồi tiên xem còn 600k giùm em là mua 2 tặng 1 thành 3 tặng phòng túi bánh ly giùm em luôn ạ à chị à, chị nguyễn trời ơi hôm nay là quá máu chị trần ngân nói là chơi tết hơn là ngày tết luôn ai lấy thì cờ bên trên like giùm bé đẹp nha rồi chị lấy lên đôi giùm em luôn nhé trời em sẽ chốt trực tiếp trên like và sẽ tặng luôn ai lấy hai tặng một thành ba bé anh mới tặng cái vòng nha các chị lưu ý giùm cho em hôm nay là em sẽ bán đẩy số lượng tặng thẳng số lượng cho mấy chị luôn cái này là chị Hoa Ngọc Nếu mà có tem phụ đề Nếu em kịp thì em sẽ dán tem phụ đề cho Tại vì hàng em nhập trực tiếp ở bên đó Là công ty em phải dán tem phụ đề Mấy chị mới đọc được tem phụ đề Các chị lưu ý nha Mà em không biết là cái giấy in của em nó còn hay không Nếu còn em sẽ in tem phụ đề em dán lên hộp cho mấy chị Loại này là hỗ trợ cho em Nếu mà bé là phải trên 6 tuổi mới dùng được nha các chị nha 6 tuổi đổi lên nha các chị nha Chị, lấy, rồi đi lên dùm em luôn đó, chị ơi, lấy protein lên đôi giùm em luôn trời Hai tặng một mới tặng vòng nha chị chị Như Huỳnh ơi, lưu ý giùm bé anh ạ. À. Ai coi livestream chấm bài và chia sẻ like giùm em nha. Mua hai tặng một tặng vòng giùm em luôn nha. Em bé trên 6 tuổi à Trần Ngân, loại này là bé trên 6 tuổi. Tại vì thật sự á, loại này là bé nhỏ vẫn uống được, nhưng mà trong đây có thêm một cái thành phần. Ủa 6 tuổi hay 6 tháng ta từ từ đợi em xíu để em nhớ đã. Em nhớ là 6. Ờ à, đúng rồi. Bé quên sorry sorry, 6 tuổi là cái trà hoa chuông Sorry mấy chị Cái sữa non này em bé uống được Quên quên Các chị pha với vô bình sữa cho nó bú nha Nhớ lại rồi Tại vì em đang lộn với cái trà hoa chuông Trong trà hoa chuông ở bên Hàn Quốc á Là đã là từ 6 tuổi mới dùng được 6 tuổi đổ lên Hoặc là mười, uh, mười mấy tuổi đổ lên Còn riêng cái loại protein này nè Là bé nhỏ dùng được Mấy chị pha dưới sữa hoặc là cháo cho nó dùng Giống như cái loại men vi sinh dạng bột này nè Mấy chị pha trực tiếp vô sữa luôn Mà cái mùi nó thơm lắm Em hỏi rồi Hầu như là bên đó người ta dùng cái này rất rất là nhiều Rất là ngon và đặc biệt rất rất là thơm Nha các chị ha Rồi tiên xem còn 600 k mua 2 tặng 1 thành 3 dùm em luôn nha Em đọc đi em Em thấy mấy chị cần một số non Các chị lưu ý nha Hôm nay bé anh hỗ trợ Ai coi like chấm bài và chia sẻ like dùm em à Từ từ đợi, đợi em xíu à lên đơn công dụng đi em lên đơn rồi tiên giùm em luôn chị ơi cái loại này, này vừa có collagen vừa có men vi sinh nữa chị nha 80% phần trăm là sữa non giùm em 10% phần trăm là men vi sinh và 10% phần trăm là collagen giùm em luôn ạ à. cái này tốt cho hệ tiêu hóa của mình luôn nha vừa uống sức tăng sức đề kháng vừa đẹp da cho mình luôn ạ à. Chị nào lấy lên đơn giùm em chị nha, bên em đang có chương trình là mua 2 tặng 1 thành 3 giùm em luôn ạ à. 600 ngàn, tính ra là một hộp yếu 3, 400 ngàn thôi Ban hỗ trợ 2 tặng 1 thành 3 nha, rồi ok Chị nào lấy 2 tặng 1 thành 3 tặng vòng tui ban giùm em luôn chị nha rồi 2 tặng 1 ha, Mua 2 tặng 1 dùm em đúng không ạ? Tại vì hồi nãy em tính tặng 1 ha, Em tính bán một cái một hộp Nhưng mà em nhắc em mới nhớ Em đặt số lượng rất lớn Nên là đợt này em về em đẩy số lượng luôn Ai lấy hai tặng một em sẽ tặng thêm vòng Tại vì cái này là em đặt một lần về là gần cả ngàn hộp lận Nên là các chị lưu ý em đang đẩy số lượng nữa Với lại cái này nữa mấy chị dùng protein á các chị dùng thử một hộp đi rồi mấy chị sẽ muốn mua hộp sau Nhưng mà mấy mốt nhiều khi em không có chương trình Nên em sẽ bán kèm luôn trong like này hai tặng một tại vì có những người hồi nãy hỏi nên là em hỗ trợ luôn Chị nào đặt thì ghi dùm em hai tặng một thành ba nha các chị nha Mua 2 tặng một thành ba giùm em nữa chị nha Chị Trần Ngân hai đầu tiên có tơ luôn à Con chị nó uống <laughs> Con chị nó uống không mà À, chị Thiên Thiên lấy hai tặng một giùm em nha chị Thiên Thiên ơi hồi nãy em quên hồi nãy em quên nói à hai tặng một em mới tặng nha tại vì em đang làm chương trình hai tặng một luôn ạ à. ai lấy thì comment giùm em ạ à. trần ngân một gói pha được bao nhiêu mưu chị trần ngân để em em xem em xem ở trên đó ạ à. đợi em tí xíu cho các chị nha chị là lấy đầu tiên lên đôi giùm em luôn ạ à. cái 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 điện thoại đâu rồi nhanh lên đây em cho các chị xem một gói của nó là sẽ có cho em là 60 uh, đâu 60 mươi gram ở trong đây một gói hình như khoảng là tầm mấy gram à không phải 60 mươi gram nha một gói của nó là khoảng uh, từ mấy mấy gam thôi. Nhưng mà thôi được rồi, đợi em tí xíu, em sẽ hỗ trợ các chị đợi em tí xíu. Một gói của nó là các chị pha được tầm cho em là 250 ml nước. Nhưng mà nếu mà các chị muốn dùng nó ít cho nó đặc hơn á thì các chị pha 100 ml. Nhưng mà muốn nó loãng thì các chị pha 250 ml là cần là tầm nhiêu đây ly nước nè. Đây. Không 250 ml là nó rất là nhiều. Em nghĩ là mấy chị pha 100 ml là nó ổn rồi đó, tại vì 250 ml là nó tới hơn nửa ly nước em đang uống. Mà nếu các chị pha nửa ly như thế này nó sẽ bị loãng. Nó sẽ không có cô đặc đâu. Các chị pha 50 ml hoặc 100 ml thôi pha chung với lại sữa, hoặc các chị có thể pha chung với lại sữa đang uống cho bé được luôn, không cần phải pha nước vô luôn. Ai uống không thì pha nước, còn cái này mình có thể kết hợp mình uống mình ăn được với sữa chua, giống như bột lúa non. Đây, cái này các chị có thể kết hợp được Các chị bỏ vô trong cái sữa chua Cái chị dùng được Hoặc là sinh tố được luôn nha các chị ha Lại này mỗi ngày mình uống một gói giùm em luôn chị nha Từ từ để em đọc comment này Từ từ đợi em chút xíu ạ à. à. Thôi được rồi Em sẽ hỗ trợ hồi nãy Ủa chứ hồi nãy bé phải nói lúc đầu Mua một cũng tặng vòng mà Thôi được rồi Em em lỡ em lỡ la like như vậy rồi Thì ok hôm nay em sẽ chơi luôn Hôm nay em sẽ chơi luôn Nếu ai lấy một em cũng tặng nhưng ai lấy hai em tặng thêm một hộp nữa là thành ba được không ạ à? nãy em lỡ em quên nhưng mà em nhắc em nhớ trong đầu của em là em đặt số lượng nhiều nên là em tặng cho nó cho nó nhìn nhanh sản phẩm á ai muốn lấy gì lấy tùy mấy chị mua một hộp muốn tặng vòng tuba value nha chị ơi ai lấy hai tặng một thành ba thì nó sẽ tiện hơn sao không được ạ à? đáng ra cái này là phải hóa đơn mấy triệu em mới tặng nhưng mà thôi lỡ rồi chơi luôn ok chưa có chị ơi à chị hương thái ạ à tặng vòng gì vậy em chị uh, chị gì quên rồi cho chị xem lại vòng ok em sẽ cho xem lại cái vòng nha các chị ha đây em sẽ cho các chị xem lại vòng tu malin giùm em à đây đây là vòng tu dành cho năm hành mệnh đều có mang thể mang được uh, kim thủy mộc hỏa thổ nha các chị nha năm hành mệnh đều mang đồ giùm em luôn trời à, sữa em 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 xếp rồi ạ à, chị ngọc nguyễn ạ à. hiện tại tình hình dịch ấy nên là bên giao hàng nó rất là chậm luôn ấy chị thông cảm giùm bé đẹp ạ à. vòng này nha các chị nha Full vòng luôn hôm nay em anh sẽ chơi khô máu với tất cả các chị yêu của em luôn ạ à. chị nè có đơn số có đơn protein là sẽ được tặng vòng giùm mấy chị nha đọc mai mốt đọc chị lập protein nha đó đúng tên sản phẩm em đọc cho tất cả chị luôn ạ à. đây rất là xinh và rất là đẹp ạ à. chị nè có đơn rồi, là sẽ được tặng vòng giùm em luôn ạ à bật bật lên chị ơi. rồi đọc chốt đơn đi rồi tiên 600k chốt cho chị Trần Ngân một rồi tiên có đơn đáng là... ra cái này hai tặng một tại vì em đẩy số lượng nữa mà thôi ai lấy một hộp cũng được nhưng mà lấy hai hộp thì tiện hơn chắc đợt sau là bé anh sẽ không hỗ trợ rẻ như vậy đâu được sau là các chị mua cũng không bao giờ có hai tặng một đâu duy nhất trong live stream ngày hôm nay các chị đợi em đi may mốt không có hai tặng một đâu hồi nãy đang vui em tặng đó nên là hôm nay ai lấy hai tặng một là siêu hời nha Mua hai tặng một là hời thôi rất là nhiều luôn à, rồi. Chị tạt vòng đó bao nhiêu Vòng đó em bán 3 triệu một sợi ạ à. Và em đang có chương trình là mua protein nha các chị nha Mua hai tặng một là thành ba tặng vòng Lưu ý trong livestream stream dùm em Chị nào mua hai rồi tiên sẽ được tặng nha chị nha Đọc đọc đi em Chị Trần Ngân một protein có đơn luôn ạ à. Chị Lê Thị Mỹ Hoa một protein có đơn ạ à. Chị Ly Lê lên một protein có đơn luôn ạ à. Chị hoang ngờ một protein tặng vòng có đơn à Em đọc protein thôi Chị Xu Huỳnh một protein à Rồi Chị Châu Võ một protein Em có Chị Tiên Lương một protein à Em có Chị Hướng dư một protein à Có Chị Hà Nam Nguyễn một protein Hà Nam em có Người Vũ Trần một protein Vũ Trần em có Minh Ngọc một protein ạ. À. Minh Ngọc em có Đợi em xíu Em lấy vòng ra em đếm Tiếp ạ à. Đợi xíu nha Chị Như Huỳnh một protein nè à. Em có ạ à. Chị Sony chờ một protein nè à. Em có Protein 600k chứ chị, chị Lan cuốn có đơn à Lan cuốn Chị Trần Ngân là hai protein tặng một có đơn à Trần Ngân em có Chị Lâm Tuyết Phương hai protein tặng một à Lâm Tuyết Phương em chị có Nguyễn à. Chị Nguyễn Thảo một protein ạ. à. Chị Nguyễn Thảo một Nguyễn Thảo Chị Châu Võ hai protein tặng một à Châu Võ Chị Hoa Ngọc hai protein nè à. Chị Hoa Ngọc à, Hôm nay ai lấy hai tặng một là hơi nhất một không... là có 400 ngàn một hộp thôi chị ơi, Hôm nay là à. em xin hỗ trợ hết mình cho tất cả các chị trong live stream ngày hôm nay Quên anh nói tặng 50 người thôi anh lỡ chốt mua bây giờ 50 người thôi nghe Đọc đi em Chị Duy Nguyễn hai đầu tiên tặng một có đơn ạ. À. Chị Nguyễn Chị Ly Lê hai đầu tiên tặng một à Ly Lê Rồi tiên chốt là chị Đồng Nhi Lam à Đồng Nhi Lam Chị Thúy Nga hai đầu tiên tặng một à Thúy Nga Chị Mai Nguyễn Thị hai đầu tiên tặng một à Mai Nguyễn Thị Chị Chay Si Chay Si một đầu tiên Chay Si chị phạm thị hà hà bốn đầu tiên tặng hai tặng 2 vòng tặng hai vòng ạ à. hai vòng cho phạm thị hà hà chị thiên thiên một đầu tiên ạ à. ai thiên thiên một đầu tiên thiên thiên từ từ đợi em xíu ạ à. thiên thiên chị lê thị mỹ hoa hai đầu tiên tặng một ạ à. lê thị mỹ hoa đầu tiên là 600 trăm giùm em luôn nha chị nha chị xu Huỳnh hai đầu tiên tặng một ạ à. xu Huỳnh, ủa chết mấy rồi từ từ chết rồi để phải đếm ạ à. rồi đây để em qua vòng mới ạ à. rồi tiếp chị tiên lưu một đầu có đơn ạ à. Ai? Chị Tuyên Lưu Tuyên Lưu ạ, à, có có Protein là 600k dùm em luôn nha chị nha Chị Phan đổ Kim Anh một protein có đơn ạ Phan Đỗ Kim Hoan có, à. có Chị Bình Lê một protein có đơn ạ à? Bình Lê em có Ôi trời ơi, nhiều lắm ạ à. Bình Lê, ủa trên 50 chưa Bình Lê có Chị Trúc An hai protein tại một có đơn ạ à? Trúc An có Chị Phan Yến một hộp protein có đơn luôn ạ à? Phan Yến có Protein là 600k dùm em chị nha Phan từ từ, em xì top ở đây 50 người thôi Chết mỡ rủ rồi Từ từ đợi em chút xíu Đợi em xíu mấy chị ơi Đợi đếm mà nãy giờ chưa Chưa đếm lại để coi nhiêu người rồi đó chị nha Rô ti là bên đang có chương trình là sale Còn 600 ngàn một hộp luôn nha chị nha Chị nào mà mua 2 tặng 1 thành 3 tặng Thêm một vòng tư ba ly dùm em luôn ạ à. Chị nào có đơn đơn rô tiên là sẽ tặng vòng luôn chị ơi Rô ti này cực kỳ tốt luôn nha Lại này vừa có men vi sinh vừa có collagen Giúp hỗ trợ đẹp da tăng sức đề kháng cho mình luôn ạ Từ từ đợi em xíu Hôm nay là bên em đang có chương trình tặng vòng tu man liên đó chị nha Tu man liên là mệnh nào mang cũng được dùng em mà kim thủy mộc hải thổ mang được luôn nha Chị nào lấy thì cứ lên đơn rồi tiên dùm em Ê em trời lên, Cứ tiên dùm em luôn ạ à. Sắp rồi còn được mấy người nữa thôi thôi Xì 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 cờ tóp ạ à. Tốt cực kỳ ạ à. à, chị gì quên rồi chị mua men vi sinh tặng vòng cho chị được không em chị Hương Nguyễn ạ à? Men vi sinh hôm nay em làm không là em lại không có chương trình với men vi sinh. Nói chung là mỗi ngày em sẽ có một chương trình khác nhau. Các chị ơi, các chị coi like em đi. Cái đó trong thành phần protein đó nó sẽ có cho em là men vi sinh ở bên trong luôn. Vừa có men vi sinh vừa có collagen, và men vi sinh. chính xác. Nên là uống cái đó vừa khỏe và vừa đẹp da. Nếu ai thích thì có thể uống để trải nghiệm thử. Còn nếu mà ai uh, muốn thử thì các chị có thể lấy một hộp. Nhưng nếu nhưng mà em nghĩ là cái này rất là ok Các chị lấy Các chị lấy một hộp các chị uống 30 ngày là mấy, mấy mốt mấy chị đòi hỏi em thêm Nhưng mà sao cũng được Bây giờ mình khó khăn thì em sẽ ráng Em hỗ trợ hết mình luôn Ok chưa Chị Nguyễn Thảo à, Bé một tuổi trở lên uống được không bé Chị Nguyễn Thảo dạ được Hồi nãy em nhầm cái bên hàng là có cái trà hoa chuông là phải từ 6 tuổi nhưng mà tại vì nó có cam thảo còn protein này là bé từ 1 tuổi trở lên chị pha với cháo hoặc là chị pha với sữa cho bé uống đều được nha nó sẽ làm chắc khỏe người bé và đặc biệt nữa nó sẽ giúp giúp nó nói chung nó phát triển hơn á tại vì nó có protein ở trong đó thôi và có men vi sinh luôn cũng tốt cho đường tiêu hóa và đặc biệt nó cũng có collagen nó sẽ làm đẹp da nữa nha các chị nha chị khang trần có collagen nước có hai tặng một không em collagen nước Ủa em về hôm hôm nay mình mình đóng đơn collagen nước chưa? Đóng rồi. Có dư cái nào không? Không dư. Rồi không dư sao mà. Trẻ con uống được chị Phạm thì ha ha, cái này trẻ uống được ạ. À. Cái chẻ này trẻ uống tháng được. là uống được luôn đó, không em. phải trẻ trên 6 tháng, em đọc lan like, phải nghe chị nói chứ. 6 tháng là dùng cho trà hoa chuông, hồi nãy chị có nói lại. Chị nói là 6 tuổi cho trà trà hoa chuông 6, 6 tuổi còn 6 tháng là hồi nãy nói xong rồi lúc sau lại nói lại là từ một tuổi đổ lên là dùng được hoặc là dưới một tuổi cũng dùng được pha dưới sữa cho bé bú nói chung là cái đó nó là sữa làm sữa non làm từ cho em là của mỹ và đặc biệt nguyên liệu là của mỹ và đặc biệt nữa là có thêm collagen và có thêm cho em là cái gì nữa quên rồi men sinh nên là các chị pha vô trong đó cho bé bú cũng tốt nói chung là bé nào không chịu ăn rau hoặc không chịu uống sữa hay là này nọ có thể pha vô cũng được cái đó cũng rất là ok à, Dạ ok chị Nguyễn Thảo ạ à. ai à, lấy thì comment trên like may mốt một tuần nữa theo thông báo là một tuần nữa sẽ về à, hello em xin chào chị Thu Thúy em nhớ chưa mặc dù là bữa giờ dịch không mua hàng được nhưng em vẫn nhớ chị Thu Thúy yêu ạ à. À, chị Thu Thúy khỏe không ạ à? Dạ ok chị Nguyễn Thảo ghi dùm em là một hộp sữa protein nha rồi tp nó mới chia sale, sale còn 600 ngàn luôn chị nha Phương Nguyễn có bột lúa non không? không có, bột lúa non em gần hết rồi Hình như mình còn mấy hộp à Còn có 2, 4, 5 hộp đấy chị Em còn được 5 hộp bột lúa non cuối cùng Ủa đâu, hộp test hay hộp gì vậy? Đâu, hộp bán Để em xem ở bên Hàn Quốc còn hộp bột lúa non không Nhưng mà như hiện tại là cái này hết sale rồi Em còn được 5 hộp Hộp được 30 gói chị Trần Ngân 3 hộp là uống được cho em là 90 ngày là uống được 3 tháng hơn ạ à. tính ra mình mua 3 hộp thì tiện hơn Nói chung em tặng sao cũng được nhưng mà em đặt về số lượng rất lớn nên là em muốn bán cho nó nhanh số lượng còn cái chị muốn mua thì sao cũng được mua 3 mua 2 tặng 1 thì nó tiện hơn và nó rẻ hơn chứ một hộp là 600 mua 2 tặng 1 là tính ra có 400 nhưng mà em chỉ like duy nhất like này thôi các chị có thể coi like và theo dõi em like mai mốt sẽ không có chương trình mua 2 tặng 1 đâu em thề luôn Coi like mà thèm đủ thứ, thèm collagen và thèm bột lúa non Em còn được 5 hộp bột lúa non cuối cùng Em sale ai bên nhanh tay nhất em tặng luôn Hết chị, hàng luôn nha Ôi nói chung là bây giờ là hết sạch xanh xanh không còn cái gì à, Chị Liên Kiều em ơi hỗ trợ lên vitamin C Rồi lát em sẽ lên vitamin C cho mấy chị luôn Ai thích cái gì em sẽ lên cái đó Bây giờ em đang cầm ở trên tay với anh là bột lúa non Ai đang dùng bột lúa non em rồi cho em xin chút ít cảm nhận trên like được không mấy chị Chị này đang sử dụng bột lúa non cho em xin cảm nhận luôn chị Ai comment mà em không đọc được comment lại nhiều lần dùm em Tại vì cái này em like trực tiếp trên like Có những cái comment nó bị ẩn trên phần mềm đọc thì mới thấy được thôi Ai mà coi like mà không thấy em comment thì comment lại nha Dạ ok chị Nguyễn Thảo à Đây em sẽ để đây cho mấy chị xem Nói chung cái này rất ngon và đặc biệt rất rất là thơm Ờ, chị tuyết trần bên anh thấy chị không chị không thấy em đọc comment của chị tuyết trần nè đau kéo comment coi coi có thấy được ờ, comment lúc không chị đặt hai cô gà giờ đổi lại là một khô gà một trà bông nha Dạ ok chị Tuyết Trần thì Tuyết Trần cứu comment trên like đi là con Huyền nó đọc Minh Anh nghe nè chị Tuyết ơi <laughs> Em nghe nè Em nghe chị Tuyết ơi Rồi bây giờ em sẽ lên cái này cho mấy chị Chị này đã sử dụng bột lúa non bên em mà cho cảm nhận luôn à Hết sạch xanh xanh Thề luôn là còn đúng 5 hộp Ôi trời ơi bây giờ nè Khách ơi em nhờ khách một chút xíu Khách mới nhiều Khách cũ dạo này coi like ít hơn Nên là khách lưu ý trong live stream dùm em Ví dụ như sản phẩm nào mà khách mới hỏi Mấy chị có thể giúp em được không ạ Cho em xin chút ít cảm nhận Tại vì em like em nói Thì ai bán hàng cũng sẽ nói hay về sản phẩm của mình Và nên là tốt nhất là Những người khách cảm nhận Chị nào đã đang dùng bột lúa non của nhà em rồi Cứ cho em trực tiếp cảm nhận trên live stream khách em đọc khách mới có thể đọc được và người ta hiểu được nhưng mà chị nào không biết thì em sẽ tư vấn lại bột lúa non là nó làm từ cái cây mầm lúa non ở bên hàn quốc cái cây thấp như thế này và đặc biệt nữa là giống như là cây con á mấy chị trong bột lúa non tính ra cái thành phần cái chất rau xanh của nó sẽ cao hơn những tất cả những cái loại rau thông thường và đặc biệt trong đây cũng có protein một thành phần protein rất ít và đặc biệt trong bột lúa non này nó đào thải độc tố, ai mà mình đi cầu không ra. Các chị có thể dùng bột lúa non để nó thải. Và đặc biệt nữa chị nào bị nổi mề đay hay ngứa đầy người là trong cơ thể của mình có những cái độc tố làm cơ thể mình nóng, dị ứng và bị ngứa thì các chị dùng bột lúa non, các chị ăn hàng ngày cho em mỗi ngày. Nó sẽ thanh lọc ruột và nó làm sạch được ruột cái này thay vì mỗi năm là các chị đi tẩy run đúng không thì trong đây nó cũng giống như nó thay thế được cái viên thải ký sinh trùng thì trong đây nó là bột lúa non nó sẽ làm sạch sâu và nó thanh lọc được luôn cơ thể của mình rất rất là ok cái này em còn được um, 5, hộp. 5 hộp ủa cái hộp chị đang uống đâu đừng tính vô nha ờ vậy là còn mấy hộp đâu sao tao thấy có bốn hộp mà ờ còn 5 hộp cuối cùng hôm bữa bé anh bán rẻ nhất bao nhiêu tiền cho em xin comment trên livestream luôn Chị là đã mua bột lúa non bên em mà cho xin cảm nhận luôn chơi Các chị đã mua với giá bao nhiêu rẻ bữa à, bán rồi? nhiều vậy Em nói thì em like nhiều like mà không nhớ đâu Ai ai mua nhiều comment bên nha Còn năm hộp tặng 5 người Comment bên nhanh tay là có Chị Tuyết Trần bên em bán hàng chất lượng Sản phẩm tốt không bán hàng giả Khiến chất lượng mình mua hàng nhiều hơn anh không mà Em cảm ơn Ngày nào cũng xem like Trần Ngân khách cũ nè Trần nào về thêm ngũ cốc vậy Chị Tiên Dương hiện tại là ngũ cốc em em chưa biết chị tiên dương ơi tại vì nó không có sale hôm bữa em mua được sale cái ngũ cốc đó ở bên ngoài giá rất rất là cao bây giờ các chị ơi nó nó không còn sale nữa nên em khó lấy à, để em xem đọc comment ạ à. lâu lâu em cũng bị ngứa hoài luôn ý cái nghe mình anh nói mới biết các chị biết tại sao ngứa không các chị ăn rất là nhiều đồ nó độc tố nó trong người các chị trong gan các chị nên các chị thải ra không có được nên nó sẽ làm ngứa và đặc biệt nữa ai mà nhà nuôi động vật á thì các chị nên dùng bột lúa non mỗi ngày nó sẽ không bị sáng chó cái này em xin thề luôn bị sáng chó là sẽ làm mình ngứa ngáy đầy người luôn và đặc biệt nữa nó sẽ có độc tố các chị dùng cái này tại vì ký sinh á là nó ký sinh trên đường da và đặc biệt ký sinh luôn cả vô đường máu nên các chị dùng bột lúa non để nó đào thải độc tố ra bên ngoài và làm sạch ruột của mình luôn làm cơ thể mình rất rất là khỏe và cũng làm đẹp da cái này mấy chị có thể pha với sữa chua hoặc mấy chị có thể làm đắp mặt nạ cũng được. Siêu siêu tiện lợi luôn nha các chị nha. Lại này một hộp có 30 gói giùm em. À cho chị hộp uh, chị hướng dương, uh, chị hướng dương mua 350. Ok cho chị hỏi bé 2 tuổi có dùng được không? Cái nào ạ? À? Chị Yên Hoàng ạ. À. Chị đang hỏi dùng sản phẩm nào ạ à? Bột lúa non thì em khuyên là từ tên 6 tuổi đi cho nó chắc ăn Con chị ăn ngũ cốc Thấy thương luôn Minh Anh ăn, ăn chung với sữa tươi đòi ăn hoài luôn Nó nói con không ăn cơm nữa đâu Ăn ngũ cốc với sữa tươi là được rồi Còn năm hộp cuối cùng Hôm bữa bán 350 ngàn Hôm nay sale năm hộp cuối cùng 299 ngàn 299 ngàn một hộp lúa non Ghi dùm em là đúng cuốn phép lúa non 299 nha các chị ơi Hello các chị gái yêu ạ à à, hello xin chào chị Kim Ngân nè đó ai lấy thì comment giùm em nha chị này lấy lúa non lên tôi, em chị ok ok chị Phương Nguyễn ạ à. cho chị hai protein tặng một chốt Phương Nguyễn luôn đó chị nào khách mới thì các chị có thể đặt ở trên live stream giùm em nha nhớ giùm em đặt trên live thì em sẽ lưu lại số lượng thì em chốt sẽ dễ hơn nha các chị nha khi xuống live thì nó rất là khó ghi giùm em là hai ghi giùm em là 299 trăm à. chín 299 nha chị ơi 299 ngàn đồng Ai lấy thì comment dùm em nha À, em lấy hai hộp sale rẻ đi bên anh cái này là rồi ai lấy hai hộp thì tính năm à, 500 trăm ngàn hai hộp luôn đi cho nó xong ok năm trăm ngàn hai hộp lúa non giùm em luôn à hai à, hộp lúa non cho chị tạc nè hai hộp lúa non cho chị ly lê đó xong luôn một lúa non cho lê chị mỹ hoa em hết sạch nha các chị ơi không còn một hộp lúa non nào hết nói chung là em sẽ nghiên cứu em sẽ về thêm cái loại này tại vì hiện tại cái loại này nó đang hết sale rồi để em liên hệ bên nhà máy Công ty lớn đó, nó có sale không Em sẽ hỗ trợ với chị Mùa này rất cần bột lúa non luôn các chị Nói chung cái gì cũng cần Thực phẩm chức năng uống vô cơ thể của mình Nó sẽ khỏe và nó làm thạch thanh lọc Các chị ở nhà các chị ăn Ở mùa dịch các chị ăn đồ ăn đâu có như hồi trước Nó không có đầy đủ chất dinh dưỡng Thì các chị ơi Các chị ăn đồ dầu mỡ nhiều Nó ứ trong người Nó cũng sẽ làm mình gan nhiễm mỡ Mỡ trong máu Thì bột lúa non nó có công dụng là nó sẽ đào thải đi qua đường phân và đường tiểu rất là sạch, mà không bị tiêu chảy mà cũng không bị làm đi tiểu nước vàng nha. Các chị vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà nó thanh lọc nó nó thải ra đó nên nhất ai mà nhà nuôi động vật là các chị nên dùng bột lúa non đào thải độc tố sạch sâu trong cơ thể của mình luôn. Ai hay bị ngứa ngứa lâu lâu cứ gãi gãi gãi, gãi độc tố nó tụ á, các chị dùng cái này các chị thải ra. Nên bởi vậy nhất là những người mập là độc tố cực kỳ nhiều và em chính em là độc tố cực kỳ cực kỳ nhiều. Thức khuya cũng tạo ra độc tố. Lúc đó lá gan mình đang bài tiết và nó đang đào thải thì mình lại không ngủ. Mình lại thức khuya thì lúc đó độc tố nó sẽ tích tụ lâu ngày và nó sẽ làm cho các chị để ý. Ai thức khuya sẽ bị béo phì và chính em đó. Em bán thực phẩm chức năng, da dẻ, tóc tai cái gì cũng ok hết, mượt mà, da thì đẹp. Nhưng mà chỉ riêng có cái bệnh là em bị mập béo phì thôi các chị ơi, vì em thức khuya. 3 4 giờ sáng mới đi ngủ nên là cơ thể của em nó không có thanh lọc được, nó làm cho nó ứ và nó lâu lâu nó sẽ mổ nổi lên những cái bụng lưng. Và đặc biệt các chị dùng bột lúa non là nó sẽ đào thải và nó làm sạch sâu mụn lưng và đặc biệt bụng vùng trán. Khi mà gan các chị bị nhiễm độc tố và gan các chị nóng nó sẽ nổi cái vùng chữ T là chủ yếu và cái vùng trán rất là nhiều. Và cái vùng lưng thì các chị dùng bột lúa non nó sẽ làm giảm cái mụn vùng trán chữ T và đặc biệt là mụn lưng luôn rất rất là hay. À... chị Yên Hoàng, chị hỏi một đứa non bé 2 tuổi uống được không? À, chị Yên Hoàng, một đứa non trên 6 tuổi cho chắc đi chị ơi Hôm giờ chị không mua được sữa chua nên là ngưng ăn rồi chị Vũ Trần Cái này chị có thể pha với sữa tươi hoặc là chị pha với sữa Milo cũng được Có nhiều lúc em cũng lười lắm từ ngày xem like của mình anh là thức khuya <laughs> chị number boss thức khuya coi like của mình anh nè có bị mập không chị number boss thế thì em phải chịu trách nhiệm rồi Mai mốt uh, mai mốt em lại về đào hãy độc tố em lại tặng ngược lại cho mấy chị để cho mấy chị coi phía, coi coi like khuya của em nha nhưng mà em thức khuya tới hai ba giờ sáng có hôm em luyện phim tới 5 giờ sáng luôn đó chị bởi vậy nó tích tụ trong cơ thể nên là nó độc tố nhiều nên nó mập lắm các chị ơi dù mình có uống nhiều loại nhưng mà nó vẫn mập do do cơ thể của em nó hấp thụ tốt quá mà nó thải ra thì ít nên là nó bị tích tụ à, nó mập ạ à. <laughs> mặc dù nhiều của em cũng nhịn ăn lắm nha các chị nhầm mà nó vẫn mập có những người hít thở thôi nó cũng mập nữa mấy chị nên là khổ lắm luôn á các chị ơi đây ạ à, từ ngày xem lại của bên anh là thức khuya giống bên anh à đúng rồi để mai mốt à, thấy khách khen nhiều cái mặt nạ mắt lắm để liên hệ thử em cứ quên hoài. để ngày mai em liên hệ thử bên công ty của Hàn Quốc. có bây giờ em coi trên web thì bây giờ nó không có sale. thì bây giờ em hỏi coi nếu mà em đặt số lượng thì nó có giá tốt cho em không? thì em sẽ đem cái đó về em hỗ trợ mấy chị xài. trời ơi mặt nạ mắt nghe em ai cũng khen. ai dùng mặt nạ mắt của em là biết nha. để em sẽ liên hệ nhiều nhiều loại cái nào tốt nhất thì em sẽ đem về cho mấy chị sử, sử dụng pha với sữa bình thường uống cũng được thức khuya là sẽ nhanh già mà ốm chứ minh anh sao mà mập chị vũ trần đâu có đâu thức khuya là bị mập lắm tại vì sao thức khuya nó đói đói là phải ăn ăn xong rồi nằm nằm xong rồi nó tích vô hai cái cục mỡ luôn bình thường đã mập rồi mà nay dịch nó còn mập hơn nữa mấy chị đó có ai bị tình trạng giống em không nằm chán không có gì ăn buồn miệng cái kiếm đồ ăn kiếm đồ ăn ăn xong cái nó mập nó tụ vô người tụi vô một cái buồn không có quần áo mặc cái xong ngồi khóc <laughs> em là một trong những thành phần như vậy luôn á đang xem like đang ăn mì gói à mời mấy chị xem like ăn mì ạ và ly lê này nữa gửi cái hình lên đây <laughs> thức khuya rồi ăn sao không mập được bởi vậy có hôm 2 giờ sáng vẫn còn ăn mì gói bởi vì mấy chị bởi vì sao mà em ốm được chị đang vừa xem like vừa đắp mặt nạ mắt nè ăn khuya mập lắm em biết nhưng mà mấy hôm nay em đói bụng em ăn hoài rồi à, mấy chị ơi đó mặt nạ mắt của em đỉnh hai triệu vũ trần em bán nhiều loại rồi đưa em chỉ cái hộp mặt nạ mắt đi nhưng mà riêng cái mặt nạ mắt này loại mới em bán là nhiều người khen nhiều nhất đó giờ em bán nhiều loại lắm chắc cũng phải bốn loại rồi đó từ hồi em mở shop tới giờ bốn loại mặt nạ mắt rồi nhưng mà cái loại này là khách khen nhiều nhất nói chung là đã lắm đợt đó dợt được 60 hộp bán sướng luôn bán có hai like hết sạch Cầu được có mấy hộp lẻ Nói chung là khách lấy cái này rất rất là nhiều Và mấy chị khen cái này đắp hiệu quả Cái loại này em bán là trị bọng và trị thâm luôn Mà giá thành của nó rất là cao 600, 700 Nhưng mà em mua được sale được đó giá rẻ lắm Em bán mấy chị có nhiêu trăm mấy à Nên là em hết có giá sale rồi mai mốt mà ai muốn mua loại này á Thì chắc là phải mua giá cao hơn thôi Tại vì hạt Hàn Quốc á Là có đợt nó bán rẻ, có đợt nó bán mắc Nên là mình phải chịu nha Mua hàng sale là phải chịu nha khách nha không biết nói sao luôn chị biết đắp vô nó sướng đã gì đâu á à. chị chị như huỳnh rủ bé huyền ú theo trời ơi chị huỳnh chị huyền chị như huỳnh tin không nó 50 chục ký nó qua đây nó ở với em chưa được một tháng ờ ừ. bây giờ nó lên 59 mươi cái rưỡi rồi chín cái rưỡi rồi chị nào mà xin vía mập của em á mai mốt á hết dịch rồi ghé shop em em thề luôn xin cái vía của em là về mập như em luôn <laughs> bây giờ quần của nó hết vừa mấy chị nó bung nút quần ra luôn rồi à, à, chị, chị, nguyễn thảo có dạng người ăn hoài không mập có người hửi không khí cũng mập mà khổ nổi mình thuộc dạng thứ hai nè bởi vậy mua đồ khó lắm mấy chị ơi thấy ai ốm mặc đồ cũng xinh hết mình mập mình toàn mặc mấy cái đầm sọt vô cái là nó xong bình thường đã mập rồi thấy hôm nay dịch thấy ghê lắm trời em nó thiệt hết dịch một cái là em phải tút lại liền hết girl liền đẹp gái liền mấy hôm nay dịch mình thông thả quá mấy chị <laughs> hết ngũ cốc rồi chị hương nghĩa nói là ngũ cốc mật ong hôm bữa màu xanh cái hộp màu xanh hôm bữa chị mua ngon quá em ơi hết sạch rồi hôm bữa kêu mua đi không mua hết rồi mấy chị ơi tại hôm bữa em mua được sale á cái hộp đó bên bên hàn quốc bán tới gần hai trăm mấy chục ngàn một hộp hôm bữa em mua em bán á chị có một trăm mấy à bé huyền bằng chị rồi chị trần ngân ôi trời tính ra mình mập hơn chị trần ngân luôn hả Ủa không có đâu giờ bà ốm xuống rồi hôm bữa sáu mấy phải không nay xuống năm mấy rồi em 6 sáu mấy ký rồi đó hôm bữa sáu hai nay dịch chắc lên sáu rồi đó chua cân nữa chán ghê luôn á thôi để like tiếp hôm nay like tiếp ráng nha mọi người các chị ơi em sẽ ráng ngày nào em cũng liên hệ bên công ty coi coi nó về được tới đâu rồi cái này em còn nợ đơn rất rất là nhiều người tổng cộng đơn nợ là gần một trăm mấy chục hộp rồi đó đó mấy chị tổng cộng đơn nợ nên là một trăm mấy chục người đang đợi em cái này không đúng hơn cũng chưa tới một trăm mấy đâu có người lấy hai chục hộp lận có người lấy hai chục có người lấy hai mươi lăm chưa tới một trăm người trăm mấy đó thì tầm trăm mấy chục hộp đó là còn nợ đơn trên máy cái này tốt lắm siêu ok luôn ai đã dùng dùng cái loại này rồi là ok lắm rất là ngon và đặc biệt nữa nó là vitamin c quýt cô đặc của chê chu nó sẽ tổng hợp lại đặt luôn mấy chị một ngày ăn tới 5 tới mười viên Hộp này của em là 510g, có nhiều chị khách hàng nói với em vậy nè. Mấy chị nói với em vậy nè, ủa em, sao cái hộp em có 365 viên vậy? Có chỗ bán cái hộp có hai trăm mấy viên mà cũng bằng gam của em, hai trăm mấy chục viên bằng gam của em, chính xác. Các chị ơi, các chị mua là các chị nhìn cho em dùm cái gam. Viên nó không quan trọng đâu. Tại vì có chị khách mua cái loại kia 246 viên mà cũng 500g. Loại của em là 365 viên mà nó cũng 510 g. Nó 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 thuộc như thế này nè, do cái viên của nó, cái khối lượng của nó nữa. Các chị hiểu ý với anh không? Nên là nó nó mới nặng. Giống như cái viên mà ít thì cái viên nó bự ra, nó cũng cùng khối lượng. Miễn sao mấy chị coi cái khối lượng trên đây là 510 g, cái hũ này là nửa ký hơn là đúng á nha. Bánh đồ gà hết rồi, hết rồi phải không? Bánh đồ gà hết sạch. Sơ viên lần này ăn ngon lắm Hồi trước em có bán một cái đợt sơ viên Nhưng mà không ngon đợt này Đợt này ai cũng khen Ngay cả bản thân em cũng thấy như vậy Ngon mà đặc biệt rất là thơm Bảo đảm luôn Chị nào chưa mua là phải mua thử nha Lê Lai like bên Anh toàn vui cười không Chị Trần ý Nhi Tại vì em có mấy chị khách bá đạo lắm Lâu lâu à, lâu lâu mà mấy chị coi live khuya là Có những chị khách ngồi ngồi chọc mà cười xỉu luôn á Chị Như Huỳnh chị 52kg có đợt 55 muốn xỉu luôn giờ càng dễ mập lắm bé chị ăn nhiều là ăn ít thì bệnh ổn chị điều chỉnh cũng được em không điều chỉnh được cái miệng của em luôn à ta người của chị là ốm bình vững và dài lâu <laughs> lên chơi với em đi chị vũ chồng bảo đảm lên ký vèo vèo liền đó ai mà chưa mua cái này các chị nhớ tranh thủ hết đợt 20 tháng 8 C viên này sẽ lên giá không còn giá giảm nữa đâu cái này là em bán năm rưỡi ai đặt trên like tính 450 trăm nha Chị đã lấy xe em em chị nha, 450 ngàn luôn à. à um, Chị Hương Trần hôm qua Chị có coi like của em Có cái live stream là C C tặng Trăm, à C, C. C tặng trăm C tặng trăm Mà chị chốt không có được chốt À đúng rồi, tại vì ngắt like không có áp dụng nên là chị phải comment, chị coi trực tiếp trên like Chị chốt mới được chốt đơn Tại vì em ngắt like là em không có áp dụng chương trình đó nữa rồi Nên có nhiều người hỏi like xuống like á Men Nguyên Sinh có tặng quà như trên like không là không có Nên em nói trước là em bán là các chị phải đặt ở trên like Xuống like em không hỗ trợ đâu Em khách mới, khách cũ ai cũng vậy à Nên khách lưu ý giùm em nha chị Tiên làm, chương trình luôn đi, bé đẹp. làm chương trình C luôn đi bé đẹp Chị Tiên vô C làm dưới gì giờ trời Ui chà Từ từ đợi em chút Để em suy nghĩ xíu xe làm chương trình dưới về coi Để coi coi Hôm nay bên em đang có chương trình là protein là protein mới về nha chị nha 80 phần trăm là sữa non và 10 phần trăm Má ơi không biết 3C, nhà, nhà có, có cái gì luôn đó. Không biết nhà còn cái gì để like luôn <laughs> Ok chị Hoa Mỹ ạ 4 hộp protein ạ Hoa Mỹ khách hàng mới lên số điện thoại dùm em nhé. <laughs> lâu lâu nó đụng vậy đó người ta chia sẻ là có nhiều người coi tại lai like, khuya ít like nên có nhiều người coi cái người ta coi xong mà người ta không thấy có gì đó tự đi ra bởi vì nhiều khi cũng tụt mút lắm thôi được rồi hôm nay em sẽ hỗ trợ trên lai like 5 phút giờ vàng với vitamin c ok chưa chị đã sử dụng vitamin c bên em và có cảm nhận chưa bình thường hộp này qua 20 tháng 8 c có thể lên 500 hoặc năm trăm rưỡi là giá sale trên lai em nói trước không phải muốn bán mắt mà bây giờ tiền cước nó lên rồi nên là em nói trước cho live stream ngày hôm nay luôn nên chị nào mà có đặt like với lại mấy mốt có đặt thì các chị ơi đừng có trách em là em tại sao em lên giá mà em đã nói rất rõ mấy cái like này rồi nha các chị ha à, ai coi like thả tim giùm em một cái đi rồi để em lên luôn thả tim mạnh tay giùm em luôn trời trần ý nhi tặng vòng quấn đi minh anh trời má ơi thiệt luôn á riêng tất cả các sản phẩm c là cái loại em hỗ trợ nhiều nhất hôm bữa em về em tính bán 500 trăm năm trăm rưỡi đúng rồi năm trăm rưỡi thật sự em bán bốn trăm rưỡi c là không phải bán nữa mà là giá hỗ trợ cái này em chia sẻ thiệt luôn cái hộp này có hàng giả rất là rẻ mà các chị thấy hàng giả của nó nha cầm lên trên tay nha các chị biết hay sao không nó không có được in như thế này đâu mà cái chữ của nó rất là thô ai mua hàng toàn bị lừa trên mạng trên shop lừa rất là nhiều nó đăng cái hình lên nó giao cái chị hộp c khác bởi vậy có cái hộp c 1 cam cam á có mấy chị khách á của nhà em á mua trên shop be thấy bán có hai trăm mấy là rẻ quá cái lên mua đặt về nó ship không phải cái hộp đó xong rồi đòi lại có được đâu nên em nói mấy chị cái chị mua cái chị kêu nó chụp qua hoặc là cái chị hỏi kỹ và có cái loại c nè tùy loại nha có cái loại c như thế này nè có viên là nó có sẽ có đục đục ở bên trong có viên là nó trong như thế này cái loại này là viên nó trong nhưng mà người ta xếp cho mấy chị cái viên mà nó có đục 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 là không đúng luôn cái chị phải coi kỹ và cái chị cũng phải ăn nữa nói chung bây giờ là mình ăn ba cái này là mình phải nếm mình mới biết được bây giờ cái hộp nó hiện nó làm giống lắm luôn á nhất là cái nhị hoa nghệ tây em không hiểu sao em đã từng mua một cái hộp nhị hoa nghệ tây hàng giả rồi em mua về để em kiểm tra không khác một cái gì nó chỉ khác cái nhị thôi cái nhị nó khô và kiểu cái màu nó 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 khác có một xíu thôi không, cái C này không có chua, chua chua lè, chua lét đâu Tại vì các chị biết tại sao cái C3000 nó chua không? Nó là vitamin C tổng hợp để điều trị bệnh Nên là cái dòng C nó khác với lại dòng C uống Chảy khác thông thường Nên C3000 tính ra nó là loại tốt đó mấy chị Và C đó ở bên Hàn Quốc người ta dùng để chữa trị bệnh luôn Thì cái này um, Chị Ly Lê nhiều chỗ bán thực phẩm chức năng Giá cao lắm mà có tặng quà gì đâu Mà sợ hàng dẻ nữa Mua yên tâm và vui hơn nhiều em à, cảm ơn chị ly lê đang hóng nên đang khoe vòng ngọc thủy tảo nè trời ơi làm rồi sơn rồi mà chưa nhận được bây giờ cái vòng ngọc thủy tảo nó đang nằm ở kho bình chánh mà không hiểu tại sao không ship cho em luôn từ bình chánh qua đây nói chung cũng có người mà không hiểu sao em hỏi thì cái đơn của em đang ở bình chánh cái hôn đó em đặt cũng phải đợi cái chị hơn bảy tám ngày rồi đó em cũng đặt hàng là người ta làm cho em cái ông đó là người quen á làm ở ngoài đà nẵng xong rồi nhờ sơn giùm ở Đà Nẵng là 6 giờ cũng giãn cách Nhưng mà đường cái là người ta cũng hình như cũng thoải mái hơn ở trong đây một xíu Tại vì em thấy ổng cũng đi qua đây đi qua kia được Nói chung là cũng không có chặn chốt nhiều như ở trong thành phố Hồ Chí Minh mày đâu Nên là em cũng không biết nhiều chị ở tỉnh như thế nào Nhưng mà ổng làm cho em được rồi ổng đi sơn cho em được luôn Nên là dịch này mà đi sơn kiếm một cái người sơn thôi là cũng rất khó mà em sơn là ổng phải sơn ở mấy mấy ông nội mà mà chơi ngải nha mấy chị một trăm phần trăm trực tiếp luôn là thầy ở trong chùa làm đó nên là các chị yên tâm à à <laughs> uhm, uh, thôi khổ ghê luôn á à uhm, chị phương nguyễn à uh, mua hộp C hai hộp rồi đấy mà thấy like là vẫn thích thôi được rồi OK hôm nay hỗ trợ C 5 phút nha 5 phút giờ vàng với C đi chị Hương Trần em ơi lên đi tặng cái trầm đi chị coi like hôm qua không chốt được thôi được rồi Ủa chị Hương Trần này cái avatar cũng lạ lạ huyền khách mới à? hả sao mày hôm qua mày mày không hỗ trợ chốt cho chị luôn đi Tại <laughs> chưa À ngắt like nó không có hỗ trợ Thôi được rồi, em hỗ trợ trong like này 5 phút nữa thôi Đưa chỉ cái hộp trầm đi Đây Ai đã xài chầm rồi Là sẽ biết rất là thơm trầm này em bán một hộp Là bao nhiêu tiền Huyền? bốn này là bán 420.000 420. đồng. Có lúc em sale rẻ nhất Là hôm bữa là 350 trầm này là mắc hơn nha, trầm búp sen Chầm đủ búp Các chị ơi đốt lên để nó rất là thơm thơm toàn nhà và toàn phòng luôn hoặc ai mà thích á mình tháng 7 á mình có thể đốt trầm lên cho gia tiên của mình cũng rất rất là ok thì hộp này em bán 420 trăm hai ngàn hôm nay được rồi chị hương thích đúng không em hỗ trợ trong livestream này 5 phút nữa với vitamin c chốt trực tiếp cho live giùm em nha vitamin c sẽ còn bốn trăm năm mươi ngàn hôm nay chị nào có đơn vitamin c tặng khuyến mãi một hộp trầm hương chốt cho live stream giùm em luôn Trời lớn. Chị nào có tư vitamin C tặng thêm một hũ chăm khu giùm em luôn nha. Rất rất là thơm ạ. À. à mua xe này ăn thử đi chị, bao ngon bao ghiền luôn. Em nhận hai hôm nay ăn rồi nè, ngon lắm. Nói chung cực kỳ ngon và C này đã có kiểm định, có mb và đặc biệt C này là C của chê chu Rất rất là ok và đặc biệt dòng C này rất rất là thơm. Nếu ai mà mấy chị chưa thử trải nghiệm thì mấy chị dùng cái này các chị không cần phải uống nước cam tại vì cái này là nó làm cô đặt thành dạng viên luôn cái này mình ngậm một ngày năm tới 10 viên tùy theo sở thích nhưng có người có người người ta ví dụ như cho bé dùng thì người ta chỉ dùng bao nhiêu ta nửa viên, nửa viên thôi ủa mày tào lao nữa rồi mày, mày 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 phụ like mày đọc nửa viên có ai dùng cho bé nửa viên không ba viên đổ về nhớ rồi ba hai viên đổ về hai ba viên. Bé là hai ba viên bé là ba viên đổ về con nít thì ba viên người lớn là 5 tới 10 viên tùy sức đề kháng của mỗi người. Nếu mà ai yếu quá thì các chị các chị có thể dùng nhiều loại C, hoặc nếu mấy chị đã có dùng nhiều loại C rồi thì các chị dùng cái này 5 viên thôi, mấy chị dùng thêm những loại C uống nữa. Các chị hiểu ý em không? Không có lãng phí nhiều, mình tiết kiệm được cái nào mình tiết kiệm. Nhưng mà cái này thì đừng nên tiết kiệm nha. Bây giờ là rất cần thiết C, em ngậm C em mới có sức em like đó, em nói thiệt. Nó chua chua nó thanh thanh Bây giờ nếu mà ai đi ngủ liền á thì đừng có ngậm vào buổi tối Nhưng mà thật sự á là mấy hôm nay là em bị quen dứt giờ giờ khuya rồi Và thường thường á là em like xong á là em bắt đầu là em lên trên trang của Hàn Quốc Em tìm hiểu thêm những sản phẩm mới nữa Nên là em có những lúc là tới 3-4 giờ sáng em ngủ là chuyện bình thường Nên là em ăn cái C này nè Xong rồi tới giờ đó em ngủ là bình thường Nhưng mà có những người người ta giờ người ta ngủ rồi nè Thì ăn C bây giờ là sẽ tỉnh táo Nó có thành phân C nó sẽ chua chua Nó làm mấy chị tỉnh Thì mấy chị nhớ nha Buổi tối thì đừng nên uống xăm nước và C Mấy cái này mình dùng ban ngày là sẽ tốt nhất Nha các chị ha Ghi dùm em cứu pháp nha Ghi dùm em cứu pháp là vitamin C tặng trầm nha chị ơi Ghi ghi dùm bé đẹp đúng cú pháp Vitamin C tặng trầm Trên livestream ngày hôm nay cho những chị nào mà chưa có có hàng Thì các chị có thể đặt ạ à. 450 ngàn một hũ C luôn chị Ok nha. chị à, chị Hương Hương Trần nè một vitamin C Chị Garan Hu một vitamin C Chị Duy Nguyễn một vitamin C Đó ai đặt thì có Cũng thể comment à. 20 tháng 8 trả đơn nha Nói trước ngày 20 tháng 8 mới về hàng Ngon lắm 20 tháng 8 là về hàng trả đơn mình luôn chị nha Thơm lắm Đó Em mới ăn có mấy bữa thôi mà gần hết rồi à. Khẩu này mình em ăn ở trên lầu là hơn ăn Huyền ăn đó Còn cái này là có mình em ăn thôi Đó mấy chị thấy Nói chung là nhà nào mà đông người thì cái này nó sẽ hơi hết nhanh, hao lắm Nói chung là người lớn 5 tới 10 viên, con đít là 3 viên, vậy là ok Chị nào lấy vitamin C lên tôi giùm em Trời nha. ơi má ơi uống xăm là nó tỉnh táo dữ lắm chị number boss ơi tỉnh rượi luôn Đó ai lấy C comment nhớ giùm em đơn C là 20 tháng 8 em trả hàng Còn chị nào mà có đặt sản phẩm trong live ngày hôm qua ngày hôm nay Thì các chị nhớ đi đơn luôn nha Dài buổi ví dụ như mà mai mốt mà nó không có nhận gửi nữa là chịu thua luôn có cái gì gửi đó cái đó trước để mình nhận được mình có hàng mình dùng lên được đến cái xe mua điện là em nhẹ cái lòng rồi đó biết là mình sẽ nhận trễ hơn bình thường nhưng mà thà gửi được hàng còn hơn không gửi được hàng nha mấy chị ha có những chị khách nhà em là bây giờ muốn mua hàng em lắm lắm luôn hết thực phẩm chức năng hết bông tẩy trang không có chỗ bán bông tẩy trang luôn không còn một cái gì nữa mà không có hàng để ship mua rồi chuyển khoản hết rồi mà không ship được luôn nên là mấy chị biết rồi đó nên ai mà nhận được hàng mùa này là rất rất là may mắn luôn có nhiều người muốn mua mà không mua được đâu nha mọi người có tiền cũng không mua được là vậy đó ok chị tạp một vitamin c nè phạm hương một vitamin c bé anh có đơn chị như huỳnh thôi chị đi ngủ nha để mở mắt hết nổi rồi ok thôi mấy chị đi ngủ đi giờ em cũng xin phép mấy giờ chỗ mười một giờ 6 phút rồi thôi em nghỉ ngơi đây ngày mai mình lại gặp nhau tiếp đang ăn mì cái điện thoại rớt vô tô mì luôn <laughs> Hèn chi nãy giờ không thấy bà comment được. <laughs> Thôi mấy chị ơi Nói chung là ai đang còn coi like thì xin phép Lỡ like vừa gian dở rồi Thôi ngày mai mình khỏe Hoặc là có cái gì mới mới thì mai lên tiếp nha Đó Sao xu vậy Nên ai mà Nên ai mà Đang coi like gian dở đừng chửi nha Nói chung là giờ này em cũng đuối lắm rồi Có ngày em khỏe có ngày em cũng hơi mệt mệt Hôm nay cũng hơi mệt mệt rồi Nên em xin phép em nghỉ ngơi sớm Hàng của em sẽ trả đơn nhanh hết sức có thể cho các chị Hôm nay ở nhà xem like tưởng bé anh không lên nhưng bé anh lên trễ chút hôm nay. <laughs> ok chị Hanna, bữa nay chị Hanna rảnh rảnh á, em like phong thủy cho chị Hanna mua nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chúc các chị yêu của nhà em luôn luôn khỏe mạnh ạ. À. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Ngày mai mình lên. Sáng mà chưa mà không thấy bé anh like thì uh, tối tối 8 giờ, 8 giờ không thấy lên 8 rưỡi. Tầm 9 giờ đổ về là có lên. Tại mấy em em nấu cơm em tắm rửa nữa nên nó hơi lâu nha mọi người. Bye bye mấy chị.